khi mình lên trên commercial thì mấy anh chị cho nó rất có xu hướng thích mua cái freestyle của mình. Mua freestyle. Có rất nhiều rapper trẻ khi mà kiếm tới tổ quạ muốn xin pitching đầu tư project mà toàn nói cái mày muốn không mà. Tao chưa nghe thấy cái tao muốn. Cái cảm xúc mà khiến cho mình viết nhạc phê nhất, sướng nhất đó là cảm xúc chia ly. Anh Black có nghiện nỗi buồn không? Không nha, anh rất sợ nỗi buồn. Trời, ngày xưa lúc mình còn rap underground á, có người tặng tôi viên đạn luôn á má. Cháy là cháy như nào? Yeah, cháy như Moray, cháy như MCK hả? Không, tao muốn cháy giống như mày á. Xin chào mọi người, mình là Lan Nhi, mình là host của podcast Your Turn. Your Turn là podcast mà nơi các rapper có thể chia sẻ về hành trình sống và làm việc với hip hop như thế nào. Qua những cái chia sẻ nhiều thăng trầm đan xen như vậy thì các bạn đam mê rap có thể được tiếp thêm năng lượng để tự bước trên con đường của chính mình. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta vẫn có một khách mời thường xuyên, đó chính là anh producer Chris Ngô. Và tập này thì có sự xuất hiện của anh Black K. Em xin chào anh Black ca. Chào tất cả mọi người tại chương trình của Chris Ngô. Okay. Black ca rất hân hạnh có mặt hôm nay để có thể chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn của mình về cái con rap game này cũng như là cái hành trình của nó nếu với vai trò là một người đam mê hip hop. Cho em hỏi cái câu đầu tiên đi, cái bài gần nhất anh đang nghe là bài gì? Bài gần nhất anh đang nghe là bài Die Hard của Kendrick Lamar. Là mới nghe hồi nãy luôn. Mới nghe hồi nãy luôn là trên đường anh đi từ chỗ hồi trước xong đi bộ qua đây là anh nghe bài đấy à? Không, anh nghe phòng thu rồi. À, anh nghe bài này nắng quá anh ngủ bên mấy ngủ miếng luôn. Quá đã. Còn em thì sao? Bài gần nhất em nghe bài gì? Trước khi mà mình bắt đầu lại cái tập này thì em phải ôn bài, em nghe lại cái bài mà làm em biết tới anh. Là bài Cái Thú của Hazard League. Oh yeah, quá lâu luôn. Quá lâu thì em biết tới anh từ cái khúc đó. Thì trong cái bài đó em ấn tượng nhất với anh hai câu. Rồi anh biết rồi, thôi đừng. Ok. Thì anh biết, khoan, anh biết thiệt không? Biết chứ. Em biết thiệt không? Mình cứ thần giao cách cảm nữa. Cầu vòng rồi đúng không? Cầu vòng. Em kiểu và những thứ giúp cho vạn vật sinh sôi. Đúng. Chiến dữ. Thì cái khúc mà em nghe cái đó là em học cấp 3. Oh yeah. Em học 15, 16 tuổi em nghe cái đó. Thì em biết tới anh. Thì cái khúc mà em quay lại cái sân khấu rap Việt á, thì em cảm thấy nó giống như một hình ảnh hoàn toàn mới. Yeah. Của Black Car. Nó tươi sáng mà nó... Nó cute for my wear đó. Nó cute. Và thật sự là em biết không, là fan ở trên showbiz có một số người bây giờ đang gọi anh là Thái Bình đó. Thái Bình. Anh bất ngờ luôn đó mọi người. Lý do tại sao lại là Thái Bình? Anh theo cái chương trình La Cà Hát Ca. Trên đó là cái biệt danh của anh là Thái Bình. Xong bây giờ có nhiều bạn fan rất là dễ thương mà nó ngoài cái ngạch của hip hop. Anh nhìn là anh biết nói chuyện hai câu là biết liền à. Thì anh thấy rất là bất ngờ khi mà kiểu mà mình có một cái character khác, một cái góc nhìn khác của xã hội. Sự làm đối với anh thì âm nhạc hay là nghệ thuật, làm nghệ thuật á, nó đa chiều lắm. Tức là nếu mình có thể tiếp cận được nhiều nhất thì đó là một cái điều tốt. Theo cách này hay cách khác. Nó không hề là mình mất chất đúng không? Nó không chỉ hề. Là nhiều cái nhân cách khác nhau của mình. Thật sự nha, anh nghĩ là anh cũng nhiều nhân cách á. Anh không phủ nhận điều đó nha. Tức là thật sự là anh nghĩ là bản thân ai nói là nhiều nhân cách, nói chuẩn luôn thì cũng chưa chắc là đúng. Nhưng mà thật sự mà nói cho nó chuẩn nhất đó là, tức là mình phải đem cái cá tính của mình phù hợp với từng cái hoàn cảnh. Tức là ví dụ như là bây giờ anh đang gán gàng như vậy nhưng mà anh đi vô chùa mà anh vẫn gán gàng thì nhìn nó rất là lố bịch. Tức là ví dụ như mình là một người đang vô môi trường văn phòng đi, mà mình mặc đồ như ngoài đường phố thì mình nhìn rất là lố lăng. Thì cái giá trị của cái ngôn từ nó sẽ bị giảm xuống ở cái phần nhìn. Thì phải luôn tin một cái điều rất là quan trọng đó là không có lần hai cho ấn tượng đầu. Tức là ấn tượng đầu rất là quan trọng. Tức là ấn tượng đầu nó sẽ phù hợp vào cả cái ngôn phong của mình sử dụng, nó phù hợp vào cái ngữ cảnh mình xuất hiện và cái thứ mà mình xuất hiện trong mắt người ta, người đó có quan trọng với mình hay không. Thì là cái điều rất là quan trọng trong kể cả hẹn hò hay là gặp đối tác, hay là lên sân khấu hay là gặp khán giả. Anh nghĩ cái điều đó rất là quan trọng. Thì nếu mà mình chỉ cần một ngày ở đó mình sơ sẩy, mình nhìn nó hơi kịch cỡm quá, thì có thể từ cái moment đó người ta hoàn toàn được phép đánh giá mình. Không phải là anh khắc khe gì, nhưng mà nếu mình làm một cái nghề khác, như là nghề, ví dụ là một nghề nó gần gũi, nó đơn giản hơn, như là anh bán quán chẳng hạn đi, thì anh mặc cái gì kệ anh. Anh thích xuất hiện nào kệ anh. Thậm chí nếu như anh là một người bán quán mà đủ minh mẫn, anh cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên cái trải nghiệm của khách hàng, của người tiếp cận với mình nó rất rất là quan trọng đối với anh. Thì anh nghĩ nó có một yếu tố mà khiến cho mình luôn tự tin ở từng cái ngữ cảnh. Tức là ngữ cảnh nào mình cũng sẽ có một cái giao diện, tôi hay nói đùa là skin á, cho nó phù hợp. Với từng game. Ví dụ như hôm nay anh đến cái podcast ngày hôm nay thì em thấy anh có cái giao diện rất là máu chiến, thank you. Rất là máu lửa, thì là có cái thông điệp nào anh đang gửi gắm ở trong cái
giao diện này không anh? Không, tại vì anh biết Chris Ngô cũng gọi là kha khá thời gian rồi. Thì anh thấy thật sự là trong cái bề ngoài dễ thương của Chris Ngô này thì anh bạn là người rất là máu chiến. Thì anh biết lại một phần là anh cũng muốn mang một cái tạo hình mới tới cái chương trình của Chris Ngô. Okay. Chung là anh thật ra thì anh thấy bộ này đang đẹp nhất. Yeah. Thiệt lòng luôn, trong phòng là bộ này đẹp nhất. Yeah. đẹp nhất ấy là em nhìn anh với anh và hồi hôm lần trước là anh Ricky Stars diện mà em cảm thấy áp lực ngang. Yeah. Tức là ý là do cái set của mình nó xanh tươi ấy anh. Cái hôm nay em đang là một khách du lịch với một chai dừa ở đây. Em đang rất là have fun nhưng các anh bước vô kiểu mỗi gang gang kiểu gang. Mỗi anh là một đất nước khác nhau. Cái... Nếu mà nhìn kỹ trong cái set design này thì anh cũng giống như kiểu một người đang đi trong rừng vậy ha. Yeah. Đúng rồi, sáng rồi anh Rick kêu nói anh Rick là nhà thám hiểm. Sáng anh Ricky kiểu đội nón thì giống anh có chơi game Liên Minh không thôi? Có giống Adriel. Yeah. Anh nhìn kiểu thám hiểm kiểu máu chiến hơn, kiểu thoải mái hơn á. Cái thời mà Hazard League ví dụ như vậy là cái thời mà rất là xa rồi. Và hồi nãy anh cũng có nói là những cái bạn mà chơi rap bây giờ hoặc là tiếp cận với rap và hip hop bây giờ sẽ may mắn hơn các anh hồi đấy rất là nhiều. Thì em rất là tò mò về cái sự khác nhau giữa cái cách anh chơi rap hồi đấy và bây giờ. Ok, thì là anh sẽ nói về cả cái sự may mắn và kém may mắn của cả ngày xưa và ngày nay luôn. Mình có thể phân tích, tức là ví dụ như là ở cái giai đoạn của anh, cái generation của anh là nó dao động từ cái mức độ từ 2010 cho tới 2015-16. Thì cái giai đoạn là giai đoạn bắt đầu có xu hướng mở cửa của rap Việt. Tức là lúc đó may mắn là anh hình thành cái nhóm Hasaklik cùng với lại Pen và Cam. Thì tụi anh đi lưu diễn rất là nhiều. Cái giai đoạn nó diễn cực kỳ nhiều. Thì thiệt sự là ở cái giai đoạn nó cái may mắn là cái gì? Cái may mắn là khi mình làm một cái gì đó mới, một cái gì đó chất lượng thì mình là duy nhất. Tức là khán giả có rất là ít sự lựa chọn ở cái giai đoạn đó. Họ cái niềm vui duy nhất của cái giới trẻ ở thời điểm đó, đặc biệt là cái lứa tuổi của tụi anh á, thì chắc chắn là cái âm nhạc của Thế Giới Ngầm. Tại vì nó khác biệt với lại cái những gì mà trên sóng. Thì thời điểm đó là như vậy. Thì theo thời gian thì là bắt đầu người ta sẽ bắt đầu tiếp cận với cái dòng nhạc này nhiều hơn. Thì là từ một cái dòng nhạc của Thế Giới Ngầm nó đã dần trở nên phổ biến ở tất cả các phương tiện đại chúng. Bây giờ tụi anh hay gọi nói đùa với nhau là cái bây giờ nó không còn là hip hop nữa, nó không phải hoàn toàn là hip hop nữa, nó thành street pop rồi. Một concept khá hay anh. Nó popular. Đúng mà nó là nhạc của đường phố nhưng mà nó là street pop. Tức là bây giờ thành street pop rồi, nó không còn phải là hoàn toàn là hip hop nữa. Thật sự bây giờ em đi tất cả mọi hàng quán, trong rạp phim, trên máy bay luôn, anh cũng thấy chỉ toàn là nhạc rap. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Tuy nhiên mình sẽ quay lại về cái chuyện là may mắn và không may mắn của cái rap game ngày xưa và cái rap game bây giờ. Thì cái rap game bây giờ tôi là mọi người nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Có nhiều phương tiện để tiếp cận hơn, có nhiều platform để quảng bá âm nhạc, để promo cái cá nhân người nghệ sĩ hơn. Tuy nhiên đó là nó sẽ nhiều sự lựa chọn hơn. Tức là bây giờ thậm chí anh đánh giá về bản thân mình thôi, là có một giai đoạn anh nghĩ là mình về đêm mình hết nghe nhạc luôn rồi, anh chuyển qua nghe podcast hẳn luôn. Tức là thực sự là anh thấy là hồi xưa thì tối anh hay bật nhạc ngủ, bây giờ bắt đầu anh xu hướng là bật podcast ngủ nhiều hơn rồi. Là nghĩa là ở cái giai đoạn này người nghệ sĩ phải rất là đặc biệt, đồng thời là phải có cá tính riêng của mình thì mới nổi bật được. Rõ ràng nó phải chỉnh chu trong từng cái nhỏ nhất luôn á. Thì người ta mới có thể mà được sự chú ý trong một cái khoảng thời gian nhất định. Phải thay đổi đúng lúc nữa. Anh nghĩ là như vậy. Anh có nói đến câu chuyện là dạo này anh bắt đầu nghe podcast để ngủ, thì anh thường nghe những cái podcast như thế nào ạ? Anh nghe podcast rất là random luôn á. Anh có nghe Have a Sip, anh có nghe của mấy anh nói về kinh doanh, anh có nghe luôn thầy gì đó, thầy Minh Niệm. Anh nghe rất là random, anh nghe chuyện ma nữa. Thì nói chung là anh dừng gần đây thì anh nghe podcast nhiều, tại nghe nó nói dễ ngủ quá. Thế hệ này overthinking mà. Nó nói nên mình đi dễ cho nó dễ ngủ. Anh hay nghe podcast lúc mà trước khi đi ngủ. Vậy còn bình thường anh, cái tần suất nghe nhạc của anh có nhiều không? Tại vì anh là một người làm nhạc. Trời, tần suất nghe nhạc của anh nghĩ là nhiều đến mức mà nhiều khi mình cảm thấy là mình lười nghe nhạc luôn á. Mình nghe quá nhiều, tức là ngoài cái việc mà anh làm nhạc cho mình, anh còn phải làm nhạc cho brand, anh còn phải làm nhạc cho đài nữa. Tại vì sau này mình đâu còn có nhiều khách hơn, là kiểu mình cũng phải chuyển biến cái character mình liên tục, đôi khi nó cũng tẩu quả nhập ma. Thật sự. Có một cái tips nào để anh có thể chuyển biến giữa nhiều những cách làm nhạc khác nhau như vậy không ạ? Thì cái tip của anh chắc là anh làm việc với anh em. Oh. Chắc là anh làm việc với Billy nè, với Arthur nè, với rất là nhiều anh em trẻ khác. Thì là
họ giúp cho anh khi mà anh bị căng thẳng, họ sẽ tỉa cho một cái khu vực mà nó dễ dàng hơn theo góc nhìn nó trẻ trung. Tức là ví dụ như anh làm nhạc cho cái brand này nó trẻ thì sẽ làm kiểu Gen Z luôn. Yeah. Rồi làm cho cái lĩnh vực nó muốn nó phải truyền thống xíu thì anh thì anh chuyên mấy cái đó rồi. Thì là kiểu là thì anh có thể làm được nhiều cái là nhờ anh có nhiều sự hỗ trợ của mấy anh em, của cả Chris Ngô nữa nè. Thì tức là anh Black là một người có thể rất là uyển chuyển trong làm nhạc bình thường và thậm chí làm nhạc với brand, những cái job của mình vẫn hoàn thành tốt. Đúng rồi. Bởi vì anh có thể switch giữa nhiều các cái character của mình. Đúng rồi. Có anh em hỗ trợ. Giống Ben 10 vậy đó. Ben 10 ấn nút một cái là biến thành. Theo cái trải nghiệm em làm nhạc với anh á, thì em cảm thấy cái đồng hồ này của anh hơi nhiều con nha. Yeah. Hơi nhiều con, khá đa dạng. Vậy thì em tò mò là ví dụ như đối với bây giờ khi mà rap game nó bắt đầu nó đa dạng hơn, nó có nhiều sự sáng tạo của nhiều nghệ sĩ mới, thì cái thái độ của anh đối với rap và đối với hip hop là như thế nào? Thì cái thái độ của anh đối với rap hip hop là anh luôn yêu quý và rất là tôn trọng những cái gì nó mới. Đó là cái lý do duy nhất khiến cái dòng nhạc hip hop này nó khác biệt. Mà nhiều người không có nhận ra một cách dễ dàng. Anh nói là không nhận ra một cách dễ dàng tại vì họ bắt buộc phải nhận ra thôi. Thì là cái nhạc hip hop nó khác với dòng nhạc khác là nó chấp nhận cái sự phát triển từ ban đầu là như vậy rồi. Tức là từ ban đầu làm gì có nhạc hip hop. Từ ban đầu nó là những cái dòng nhạc từ phân, từ disco, từ các kiểu nó lúp lại thành nhạc hip hop. Thì từ ban đầu không có nhạc hip hop. Cho đến khi EDM nó xuất hiện thì trap nó cũng thành hip hop. Thì Jersey Club hay là tất cả những dòng nhạc trong tương lai, reggaeton, afro, bất kỳ một cái gì xuất hiện ra nó cũng có thể thành hip hop hết. Cho nên vốn dĩ là cái dòng nhạc này người chơi nó phải trong trạng thái rất là mở lòng. Tức là mình biết, tức là có những cái bộ kỹ năng khi mà những người nghệ sĩ họ master được, đặc biệt là những hip hop head truyền thống như anh ngày xưa đó, thì là họ sẽ rất là cảm thấy khó chịu khi mà có những cái gì nó quá mới, nó out of the box khỏi khu vực đó, nó bị làm khác đi. Nhưng mà phải nhìn nhận là cho kỹ, từng cái generation của hip hop đó không có cái generation nào giống nhau cả. 70, 80, 90, 2000, bây giờ hiện đại luôn, không có generation nào giống nhau hết. Tại vì thằng hip hop nó luôn thay đổi ở dưới đáy. Những người ở dưới đáy mới là những người thay đổi cái game này. Nếu mà thành công là lead lại một cái trend mới. Đúng rồi, luôn là cái lứa trẻ thay đổi cái game này. Cho nên là những người mà dù như là bạn có thể master bộ kỹ năng này rồi, mà bạn không chịu update cái mới, bạn sẽ bị thay thế. Lý do sao mình về sau này mình càng respect Drake. Tại vì Drake nó quá ghê. Nó thật sự là nó thay đổi liên tục. Nên cái nó luôn luôn on top. Và một cách rất là khéo léo, tức là thay đổi mà quá lố lăng cũng sẽ bị đánh giá. Thay đổi làm sao mà vẫn giữ được cái nguyên bản của mình, chỉ khác đi qua từng cái thế hệ thôi. Thì em thấy có Drake với lại Kanye là làm được cái điều đó. Tại vì so với hip hop thế giới thì hip hop Việt Nam mới trở thành một cái hiện tượng gần đây, tức là được nhiều sự quan tâm và chú ý như vậy. Thì đối với bản thân anh cũng có quan sát là hip hop Việt có khác gì, có điểm nào đặc trưng không? Hip hop Việt thì hiện tại vẫn là một cái giai đoạn gọi là bắt đầu chuyên nghiệp hóa lên. Đánh giá của anh tức là bắt đầu có nhiều rapper có cuộc sống ổn định hơn, bắt đầu có những cái routine công việc nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên là nó vẫn cần một cái khoảng thời gian nữa. Tại vì là thực sự là cái đoạn này nó vẫn còn đang hơi hỗn loạn một chút theo góc nhìn của anh. Tức là anh nghĩ là nó cần thêm một vài năm nữa để nó vô một cái quỹ đạo nhất định. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất anh nghĩ đó chính là cái ý thức của fan. Tại vì thực sự là cái con game là con game cộng đồng. Thằng nhạc rap là nhạc cộng đồng. Trong quá trình xây dựng mà mình có thể nhìn nhận được những cái đó to lớn hơn. Anh nói vậy thôi nha, chứ thật chắc là đôi lúc anh cũng bị lạc vào trong tham sân si dữ lắm. Trong sân si lúc mà hành nghề đúng không? Đúng rồi, bắt buộc tại cái ego của cái thằng hip hop nó rất là lớn. Cái tôi hip hop rất là lớn, và đôi khi anh có thể anh nói giỏi thôi, nhưng có những lúc đôi khi mình cũng bị nó chiếm đoạt một hai phút sao mình biết được. Mình đụng chuyện cái mình cũng chưa biết phải phản ứng như nào. Đúng rồi. Thì bây giờ anh đang bình tĩnh, anh chia sẻ cho mọi người câu chuyện như vậy. Tức là cái hay nhất của thằng hip hop là nó giúp cho mình, cái tôi của mình stand out khỏi những cái gì mà mọi người đang biết. Tức là mình đang chơi cái dòng nhạc rap này, thằng chơi rap nào hay chơi dòng nhạc hip hop hay producer nào cũng muốn cái type beat của mình nó hip hop, nhưng mà nó không giống thằng nào hết. Chính xác luôn anh. Em làm là kiểu cái yếu tố độc lạ là nó cũng là một cái thành phần cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, nhưng mà quá độc lạ out khỏi meta cũng có thể bị luôn. Đúng rồi. Thì cái đó thì mình tránh cái đó. Anh có một cái kỷ niệm nào mà cái ego của anh nó lỡ nó bị lấn át hơi quá? Trời, anh nghĩ là cái kỷ niệm mà cái ego của anh lấn át hơi quá chắc cả cái rap Việt đều biết luôn rồi. Ok. Trải nghiệm thì em nghĩ là những trải nghiệm thì làm mình con người mình phát triển. Mà bình thường anh Black làm nhạc là anh Black có kiểu một cái cách làm nhạc nào đó
đặc trưng của Unplugged không, kiểu một cái process nào đó, một cái quy trình sáng tạo, quy trình sáng tạo của Unplugged. Okay. Thì là cái quy trình sáng tạo của anh nó theo giai đoạn nó cũng khác nhau nhiều lắm. Yeah. Thì ngày xưa khi mới bắt đầu thì anh cũng là battle rapper, xong rồi anh bắt đầu anh xong cái câu chuyện battle của mình, thì anh chuyển qua anh sang viết lời, thì anh viết rất là nhiều, nhưng mà đến cái giai đoạn này thì anh bắt đầu anh hết viết. Thì anh cũng cho Chris biết là anh bây giờ anh rap luôn không à, anh với Billy hay là Arthur, tôi nó suy nghĩ ở cái keyword đó, xong rồi mình dựng cái điệp khúc trước, mình có thể viết sơ sơ cho cái điệp khúc, mình dựng cái điệp khúc nó phải xịn trước, sau đó vô vơ là sẽ rap một mạch 6-7 lớp vậy đó, xong rồi anh chọn lại cái flow nó phù hợp, xong bắt đầu mới viết lời. Okay. Anh làm ngược cái quy trình lại một xíu. Yeah. Thì là đó là cách mà thấy gần nó phù hợp, tức là nó vừa giúp cho mình chạy deadline tốt, nó vừa giúp cho mình giữ được cảm xúc thuần túy nhất. Yeah. Tức là khi mà mình là người chơi với chữ, mình chơi với chữ lâu lắm rồi, thì mình biết là nếu mình đi theo chữ mình sẽ mất hồn. Cho nên là khi mà mình rap trước luôn, có thể mình chưa có ra chữ nhưng mà mình giữ đúng cái hồn. Thì mình từ cái hồn đó mình viết chữ vô nó sẽ dữ hơn nữa. Thì anh lật ngược cái process lại. Thì cái đó giúp cho mình là, thứ nhất là nhanh, rất nhanh. Một bài nhạc có thể chỉ có 45 phút thôi. Là xong rồi. Thì có thể viết lời, mình có thể tỉa lại từ từ sao cũng được. Nhưng mà nguyên cái cấu trúc bài là nó xong liền. Thế là cách làm của anh. Thấy cái này nó phù hợp với lại cái quá trình phát triển của hip hop bây giờ. Thế là nó sẽ giúp cho anh hoàn thành được demo. Em thấy mấy bạn trẻ có một cái mà hay cái là kiểu mở cái beat lên hay xong làm được nửa bài xong im luôn. Đúng rồi, thường hay bị vậy. Thật ra là anh thấy cũng bị nhiều. Tức là tại sao? Tại vì khi mà ví dụ mình nói những người đó giỏi đi, những bạn đó là họ là những người có cái nhịp điệu, cái giai điệu ở trong người nó hài hòa. Mấy bạn có thể viết được những câu rất là hay cùng với lyric rất là hay. Nhưng mà viết xong mà để chạy theo chữ một hồi mình sẽ mệt, đó là chuyện bắt buộc. Trong khi đó nếu mình đã là master về cái việc writer rồi thì mình cứ chơi luôn thôi, mình cứ rap luôn, mình giữ cái cảm xúc nó thuần túy nhất, cái nhịp thở nó thoải mái nhất với con người của mình, rồi sau đó mình viết cái gì vô nghe nó cũng hay, tại đó là cảm xúc đúng. Tức là khi mà một cảm xúc đúng, mình nói một cái câu random nghe nó cũng rất là tình cảm nữa. Còn nếu mà cảm xúc nó bị flat, nó bị thẳng băng, mình có viết cái câu nó có bao nhiêu chất xám nhưng nghe nó vẫn flat, nó giống giáo điều á. Giáo điều. Anh có thể nói thêm về cái mà hồi nãy anh gọi là nhịp thở không? Làm thế nào để anh giữ nhịp và anh tìm được cái nhịp thở đúng đó của mình? Cái nhịp thở này nó sẽ được hình thành từ cái quá trình mà mình chơi nhạc từ xưa tới giờ, đồng thời với lại cái việc mình đi diễn nhiều. Thì là mỗi người sẽ có một cái nhịp thở riêng. Thế nên đánh giá là như vậy. Nhưng mà mình nếu mình sử dụng được cái nhịp thở của mình đúng nhất thì cái câu của mình nó sẽ đảm bảo được một cái điều mà trước giờ ai cũng mong muốn, đặc biệt là cái rap của thời bây giờ, đó chính là rõ lời. Rõ lời. Cái này yếu tố này quan trọng. Rất quan trọng. Tức là anh là một người từng rất là không rõ lời. Tức là anh là một người hồi xưa rap quá là gang. Cái thời đại của anh là nó ảnh hưởng bởi những năm 90 rất là nhiều. Nó ảnh hưởng rồi chứ anh không sống ở thời đại khác. Thì là cái generation của anh rap Việt nó ảnh hưởng bởi những năm 90 của Mỹ rất là nhiều. Thì là anh có giai đoạn là anh rap vần rất là cục mịch, flow rất là dày, nhưng mà nó không có rõ lời. Thì về sau này anh bắt đầu anh tìm được cách cho mình nói chuyện nó rõ lời, cũng như là nó rap nó rõ lời hơn, là anh nhận ra từ cái nhịp thở. Tức là ngày xưa khi mà anh nói quá nhanh, anh thở không kịp, nó không rõ lời. Thế nên là bây giờ anh cân chỉnh lại, anh kiểm soát lại hơn, thì nó là cái nhịp thở. Là sao? Nhịp thở. Nếu mà có một cái gì đó mà để các bạn trẻ mới bắt đầu theo đuổi rap là một cái như là một cái sự nghiệp, thì các bạn nên chú ý vào những cái vấn đề gì nhất? Có hai điều quan trọng nhất khi mà tham gia cái sự nghiệp rap game này, đó là phải tập trung vào việc của mình và không quan tâm ai nói gì cả. Là một và hai á. Đúng rồi, chỉ có hai điều tập thôi. Tập trung vào việc mình và không quan tâm ai nói gì cả. Đúng rồi. Tại vì thực sự đó là để mà bạn on top là nó một điều rất là khó. Ở lại top càng khó hơn. Cái khái niệm này nhiều người đã nói lắm rồi. Tức là trong quá trình bạn đi á, theo kinh nghiệm của Black Car từ bây giờ anh thấy á, đó là đến bây giờ mình đi càng lên cao, mình sẽ mất đến 80-90% người mình nghĩ là thân thiết. Đó là cái quy tắc rất là bình thường. Snoop Dogg cũng từng nói về cái chuyện này, đó là cái gọi là closing the gap, thu hẹp khoảng cách. Tức là tại sao khi mà mình đi lên cao hơn, cái dòng suy nghĩ của mình, cái tần số mình nói nôm na là cái tần số, nó sẽ trở nên khó hiểu với những người mà từng đi chung với mình ở dưới. Nhưng mà có những cái đoạn mình càng nói mình càng không hiểu nhau luôn. Nó là cái chuyện bắt buộc, cái chuyện bắt buộc phải xảy ra. Tức là bạn có hai cái quyết định ở cái moment đó. Tức là bạn quyết định là bạn chấp nhận là ở đây và để tiếp tục làm với những người này. Và mong một ngày đó tất cả sẽ cùng đi lên, dù cái tỷ số cho cái chuyện nó rất là thấp. Ở trên lịch sử luôn.
hoặc là bạn bắt buộc phải đi lên và thành công, và sau đó nếu có cơ hội thì quay lại giúp đỡ những người ở dưới, mà phải cho cá nhân mỗi người tự tỏa sáng. Tại vì thật sự là anh là một rapper may mắn là mình trải qua từ group, từ nhóm, từ boy band, từ tất cả mọi thứ anh hiểu, tức là đến một cái đoạn là bạn chỉ muốn kể câu chuyện của mình thôi. Yeah. Yeah, for real. Nếu mà bạn là một nghệ sĩ thực sự vĩ đại, bạn sẽ khó lòng mà có thể follow một ai đó quá lâu dài. Hmm. Nên là tất cả với những người mà đi theo anh, những follower theo anh, thì anh đều luôn hướng họ thành một cá nhân vĩ đại. Hmm. Chứ anh không có muốn làm một người đi hỗ trợ anh hoài. Yeah. Hmm. Tức là anh luôn tin vào cái điều đó. Ví như Arthur hay là D-Lo, những người mà anh em biết, những rapper thế hệ trẻ, sau còn giới thiệu hai rapper nữa, thì là anh luôn muốn mỗi người phải là một cái cá nhân tự vĩ đại, phải tự kiểm soát được câu chuyện của mình. Thì ví dụ như em có một cái tài nguyên của riêng em, anh có cái tài nguyên của riêng anh, thì mình gặp nhau nó mới ra chuyện. Còn dù như em không có gì hết, em kiếm tới anh chỉ có tài nguyên của anh thôi, thì anh sẽ hết tài nguyên cho em. Đúng rồi. Nó sẽ bị cạn và nó không có bền vững. Yeah. Mà nói về đội nhóm một xíu không anh? Ok, nói đi em. Dạ. Mình đang trong một cái giai đoạn là hip hop đang phát triển lên á. Uh-huh. Anh nghĩ là mọi người nên phát triển những cái team, có nên làm team không anh? Làm... Anh nghĩ nha, yeah. Cái việc làm team là một cái điều rất là quan trọng để mà thành công trong cái rap game này. Nhưng mà cái team là bao nhiêu rapper? Và hoạt động như thế nào? Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu rapper? Nếu như team chỉ có 1 đến 2 rapper mà tất cả đều là producer, đều là manager, đều là những người kiếm được pitching, được kèo, đều là những người có thể tạo ra được nguồn tài chính, đều là những người kinh doanh, businessman, thì đó là một cái golden team, một team vàng. Còn nếu một team mà 18 thằng là rapper, 2 thằng hát melody và 3 thằng còn lại muốn thành ca sĩ, là cái team nó nát. Có thể thấy là trong góc nhìn về team của anh, nó là một góc nhìn chiến lược của người kinh doanh. Rõ ràng. Yeah. Em nói tiếp. Tức là tại vì em cảm thấy là tại vì để mình đam mê và mình theo đuổi một cái gì đó như một sở thích thôi, thì mình không cần phải nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng mà giống như anh nói là để tồn tại trong cái rap game này và để có thể là em nghĩ là kiếm sống nhờ nó, thì mình phải có một cái tư duy chiến lược, đúng không ạ? Đúng vậy, bắt buộc. Tức là anh hãy nói với mấy anh em trong team mình, đó là mày không có được quyền nói không nếu như mày chưa có giải pháp. Ví dụ mày muốn, mày không thích cái điều mà nhóm sẽ làm, thì mày phải đi kèm với lại một giải pháp. Chứ mày không thể, chứ đó mày không thích, vậy thì tại sao mày không thích? Điều rất là quan trọng. Tức là đến bây giờ khi mà anh đi làm nghề sâu hơn, anh mới nhận ra là bạn không được quyền từ chối bất cứ điều gì từ người khách hàng của mình nếu như bạn không có giải pháp tốt hơn. Khi bạn muốn từ chối, bạn phải có giải pháp rồi. Thậm chí nếu một người thông minh, khi bạn muốn từ chối, bạn phải có 2-3 giải pháp để người ta chọn luôn rồi. Thấy không? Thì đó là sao mà mình thấy khi mình còn trẻ, khi Black Car còn trẻ, anh còn trẻ thì là anh ít khi nào say no lắm. Anh thường say yes không à. Thì anh luôn tin một cái điều, đó là cái gì mình chưa biết mà mình cảm thấy là mình có thể làm được, thì mình cứ say yes trước, rồi mình tìm cách mình làm. Ok. Yeah, for real. For real, yeah. Tại vì khi mà mình làm được rồi, thì mình sẽ nhận ra là à, thì ra cái này nó cũng không có khó lắm. Yeah. You know? Thì là đó là cái quan niệm của anh. Anh thấy là những nghệ sĩ ở Việt Nam mình nó bị hơi yếu cái khoảng này một chút. Là mọi người có những bạn trẻ, anh thấy là họ chưa có gì cụ thể lắm, nhưng mà họ đã có bị khủng hoảng về cái nhu cầu cá nhân rồi đó. Nhu cầu cá nhân. Tức là như kiểu là họ luôn cảm thấy là sao mình đã cố gắng quá trời, mình hát hay hơn kia, mình rap hay hơn kia, sao mà nó vậy, nó được như kia, mình không được như vậy. Thì thật sự là bạn không có biết là nó đang đi đôi giày như thế nào, bạn không trong đôi giày của nó. Thì bạn không biết là ngoài rap hay đó, nó còn biết lộn 3 vòng đến không nữa, bạn không biết chuyện đó. Mà cái việc rap hay nó còn làm ngoại giao rất tốt, nó có thể nhậu tới 2-3 két bia lận. Dạng vậy, thì những cái đó mình đâu có biết được. Thì lý do tại sao mà người ta thành công được thì là có cái cách sống của người nghệ sĩ đó nữa. Tại vì cuối chặng đường, nếu như bạn hát hay thì bạn chỉ là một người đi hát thôi. Còn nếu bạn muốn làm một cái biểu tượng, một cái icon, nó đánh đổi nhiều hơn nhiều lắm. Là một cuộc chơi đánh đổi. Ví dụ giống như điều đáng giá nhất mà anh đã từng đánh đổi để có vị trí hiện tại là gì? Nhiều quá luôn á. Khá là nhạy cảm. Cái nào bất nhạy cảm anh sẽ... Anh lựa cái nào anh cảm thấy ok để thoải mái để chia sẻ. Anh nghĩ với là về cái vấn đề mà đánh đổi này, có thể nghĩ là bất kỳ một cái gì nó cũng sẽ rất là nhạy cảm. Thường đã gọi là đánh đổi phải là một cái gì đó nó liền da liền thịt mình lắm. Nó là một cái gì đó nó tách ra một cái là nó đau kinh khủng. Cho nên là để mà đi ở trên đây càng cao hơn nữa đó, thì nó sẽ càng rất là nhiều thứ phải đánh đổi để mà có thể leo lên top được. Nó cũng chính là cái lý do mà tại sao mà những người thật sự vĩ đại, những nghệ sĩ siêu vĩ đại ở một quốc gia nào đó, nó không có quá nhiều đâu. Mọi người nhìn thiệt kỹ đi, không có quá nhiều đâu.
không có nhiều lắm đâu. Những người mà bạn, những nghệ sĩ mà on the way up mà mình respect á, cái nhóm đó mới nhiều thôi. đang đi lên đúng không? Đúng rồi, thì nó rất nhiều. Nhưng mà thực sự ở trên đó, mua nhà, mua xe, sống được cuộc sống thoải mái, giúp được những người khác, thì thực sự nhìn kỹ lên đi mọi người là nó không có nhiều lắm. Dạ. Thực sự có thể đếm được luôn á. Dạ. Yeah, for real. Ok. On the way up thì rất nhiều. Nhưng mà làm sao để mình tồn tại để mà đạt được đến một cái mức nó thỏa mãn với cái tham vọng. Thôi gọi là mức ổn định đi. Mức ổn định. Okay. Mình sống được với nghề đi ha. Sống được với nghề. Chứ nó là mua du thuyền rồi này nọ, đi đây đi đó rồi thôi. Mình phải nói vấn đề đi. Yeah. Thì đầu tiên để mà có thể gọi là sống ổn định được với nghề đó, thì cái chuyện mà như bạn bắt đầu là một rapper hay một diễn viên hay một ca sĩ hay bất kỳ một cái người làm lĩnh vực nghệ thuật nào á, thì ở trên đó họ không còn bàn về skill set nữa. Tức là bạn phải đẳng master nào rồi, phải làm cái vị riêng rồi. Thì bạn mới gọi là tính là bắt đầu vào game gọi là VIP không đó. Là kiểu chuyển như cảnh. Là skill nó cũng chỉ là vé nhập môn. Đúng rồi, tức là master tất cả skill chỉ là vé nhập môn thôi. Tức là rất là nhiều người bị nhầm lẫn cái này. Trời sao mình hát hay, mình làm beat hay quá trời hay luôn, mà sao hoài mình chưa lên đó, mình cứ lèo tèo kiếm mấy đồng bạc lẻ này hoài. Là tại vì cái đó chỉ mới là vé nhập môn thôi. Nó điều kiện cần. Điều kiện cần và đủ thôi. Yeah. Thì ở trên đó là theo như kinh nghiệm của anh không chia sẻ quá sâu sắc được một cách làm nghề riêng, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của anh có thể đúc kết ngắn gọn nhất á, là bạn phải có cái thứ mà bạn bán không ai có. Cái branding của anh. Đúng rồi, một cái không phải cái branding không, branding là chắc chắn rồi. Branding, cái character, cái hình ảnh, cái điểm chạm với cái khán giả, cái chất, là những cái đó là những cái mà nó bắt buộc phải có, nó cũng như là nó chích nằm trong những cái khoản vé vào cửa luôn. Vé vào cửa. Ok. Ok. Yeah. Thì ở trên đó là bạn phải có cái thứ mà cái giá trị của bạn, cái thứ bạn bán thì chỉ có bạn bán thôi. Yeah. Là không có ai có cái điều đó hết. Thì thực sự là một trong những cái Black Car có thể chia sẻ, một những cái mình bán như đó thôi, đó là cái freestyle. Thực sự mình rất là bất ngờ là khi mình lên trên commercial thì mấy anh chị cho nó rất có xu hướng thích mua cái freestyle của mình. Mua freestyle. Đó là mua khi mình đi trình diễn những cái show, Black Car làm MC, Black Car chỉ diễn freestyle thôi. Nói làm trên truyền hình cũng chỉ freestyle thôi. Đó là một trong những cái mình bán, ngoài còn nhiều cái đó mình không chia sẻ được. Dạ dạ, bí mật kinh doanh, bí mật kinh doanh. Nhưng mà đó là một trong cái thứ mình nghĩ là chắc chỉ có mình bán được. Ở trên đó thì là một cái là freestyle. Dạ. Thì là Becca rất là bất ngờ khi mà ở dưới kia người ta cũng thích mình freestyle, mà ở trên cao người ta cũng vậy luôn. Dạ. Là cái điều đó là may mắn. Thật sự. Là cái thứ mà chắc chỉ có tiệm tạp hóa này có bán nha cô chú anh chị. Ai thích freestyle thì kiếm tới Black Car nha. Black Car Sài Gòn 083@gmail.com. Đúng không? Yes. Thì thật ra chương trình này kiểu em cũng có mấy anh chị coi đó. Yeah. Dạ rồi. Tại vì thì tụi em có một câu hỏi cho anh Tắc là làm sao mà để mình biết được là phương pháp của mình đúng hay không á. Thật sự là cái câu hỏi này nếu mà trước khi có đại dịch á thì nó sẽ dễ trả lời rất là nhiều. nhưng mà sau khi có đại dịch á thì câu trả lời cho cái này nó rất là phức tạp. Tại vì là có thể công thức của bạn ngày trước hoàn toàn đúng, nhưng bây giờ đúng hay không mà chưa chắc. Tại vì nó có những thứ có thể vô tình xảy ra ở cái khúc này nữa. Cho nên là anh nói thiệt là công thức cái thành công, nếu mà anh có thể chia sẻ là bất kỳ công thức nào thành công mà đã được thành công rồi thì công thức đó đã lỗi thời. Không nên thật sự copy y chang. Tất cả những người đã thành công bằng cách đó thì bạn không có cửa xài được. Cách của bạn chỉ có bạn tạo ra thôi. Nó điều những anh có thể chia sẻ đó là để analyze con số để biết là mình còn đang thành công hay không, đó là câu chuyện của bước 2, bước 3 lận. Thì để mà qua được bước 1, nếu người là nghệ sĩ hay một cá nhân nào may mắn có được một cái ekip đủ minh mẫn, hoặc là chính bản thân họ cũng phải minh mẫn luôn. Thì cái bước 2, bước 3 họ sẽ analyze được từ độ tiếp cận, từ con số để biết là mình có đang đi đúng đường hay đi sai. Đúng không? Tuy nhiên để bước được vào cái bước đầu thì như Black Car đã chia sẻ hồi nãy đó, là như vậy thôi. Vé nhập môn của mình. Vé nhập môn này đắt quá. Nó là bắt buộc mà, tại sao là on the top. Để vô cái routine kiếm tiền của cái ngành này nó đâu có nhiều người đâu. Thật sự không nhiều. Như để bạn là một cái character bất ngờ, một cái người mà ở trên khu vực đó đó, thật sự nó không có đơn giản, mà ở lại là càng phức tạp hơn. Mình thật sự là Black Car được mấy anh chị ở trên showbiz hay trêu hay khen á, là cái bãi mà em đang trend không có ai đó hết trơn. Nó là cái khu vực mà Black Car đang làm nghề của mình, Black Car. Yeah. Là đó cũng là một cái điều rất là may mắn, là không có ai dành gì với mình nha.
Tức là sao? Tức là ví dụ như là mình là một người nhìn clean, nhìn super clean, có thể hát xịn, mail xịn, đẹp trai, flexible. Quá nhiều. Khu vực đó quá nhiều người trend. Cái bãi đó quá nhiều người đang trend đó đó. Thì cái bãi của anh thì cái bãi đó hiện tại chỉ có mình tôi thôi. Anh có ý định rủ thêm mấy người là... Có. Thì anh nghĩ là một những cái thước đo để mà chứng minh là người nghệ sĩ đó có thành công hay không á, thì anh có thể nói là cái legacy của người đó. Tức là bao nhiêu người sau câu chuyện của Black Car cũng thành công theo cách của họ. Đó mới là cái thành công thực sự, anh nghĩ vậy. Thì mọi người thấy là anh luôn cố gắng build cho Arthur và mấy anh em rất là nhiều. Thì anh nghĩ là đó mới chính là cái legacy của anh. Em follow Facebook của anh thì em thấy anh chia sẻ rất nhiều, chia sẻ mỗi ngày luôn. Thì ví dụ giống như là đối với anh, cái hoạt động chia sẻ đó nó mang lại năng lượng cho anh như thế nào? Nó có phải là một cái cách để anh tái tạo năng lượng không? Trời, câu hỏi này quá hay luôn á. Chắc có quá. Thì thực sự là anh cũng có thể phủ nhận luôn là anh là người khá thích post story. Ok. Em thích post story của anh. Ok. Thì là anh rất thích post story. Thực sự là anh nghĩ cái việc post story nó khá thư giãn. Nó thư giãn như thế nào ạ? Em tâm không? Tức là anh không biết là với mọi người sao, nhưng mà mình coi những người mà coi story mà những red story với thả tim cũng phê. Nói chung là mình hiểu là những cái dopamine ngắn hạn á rất là nguy hiểm cho não, nhưng mà cái nào phê phải chịu thôi, không có cách nào khác đâu. Phê quá. Post story với anh là tạo nhiều năng lượng cho anh, nhưng mà dopamine ngắn hạn. Ok, vậy có cách nào dài hạn không ạ? Dopamine dài hạn thì trời ơi, cái này khó ha. Hiện tại anh thấy toàn ngắn hạn không. Thì là anh nghĩ dopamine dài hạn thì chắc là khi nào mà anh có thể hoàn thành được cái legacy của mình, thì có thể làm được cái điều mình mong muốn, thiệt sự là có một cái cõi của riêng anh ở cái thế hệ mới này. Thì thật sự đối với Black Car thì tất cả mỗi một cái đợt chỉ là sự chinh phục thôi. Một cái đợt giao thời của rap Việt cũng chỉ là quay lại cái bước chinh phục thôi. Thì tất nhiên là như kiểu chơi game vậy đó, ai chơi Liên Quân hay Liên Minh đều biết, như bạn chơi Liên Quân Liên Minh vào năm 2015 đi, bây giờ chơi lại là không còn giống gì luôn. Dạ đúng. Đánh khác nhận. Hoàn toàn. Đúng rồi. Mấy con bot, mấy con creep cũng khác hoàn toàn luôn. Dạ đúng. Đó là cái chuyện rất là bình thường của cái cuộc sống này. Tức là như bạn đừng có đánh giá quá cao cái thành công trong quá khứ của mình á, thì bạn sẽ dễ dàng tiếp cận với những cái thành công mới hơn, con người mới hơn. Vậy thôi. Hợp lý quá. Em thấy anh khá là thích các hoạt động bên lề việc rap. Ví dụ như là kinh doanh, tập thể dục. Thì em thấy những hoạt động đó có tạo ra dopamine kiểu tốt cho anh không? Anh nghĩ là có. Anh nghĩ là chắc là do anh là người thích nhiều cái. Anh là người kiểu thích thập cẩm á, cho nên là kiểu là anh luôn tò mò về thế giới này nhiều. Tức là anh đến tận bây giờ anh nghĩ là cái lý do khiến mà anh vẫn còn trẻ, vẫn có thể nói chuyện với mọi người á, là anh vẫn còn rất là tò mò về thế giới này. Điều đó rất là quan trọng, tức là anh vẫn luôn cảm thấy là có những nhiều thứ, cái lĩnh vực khác mình có thể thử sức. Và nếu mà may mắn mà mình chinh phục được thì cái tủ trưng huy chương của nó sẽ nhiều lên. Sẽ có nhiều cái để nổ với con cháu hơn. Ủa, ngày xưa, ôi trời ơi, ông đô thế, ngồi vào đây. Để ông kể cho cô nghe về một Black Car. Cái này có một cái quan sát của em thôi, là em thấy đa số rapper, không chỉ là rapper, mà bên cạnh việc làm rapper thì họ còn làm kiêm nhiệm thêm nhiều cái vị trí, nhiều cái ngành nghề, nhiều cái chức năng khác nữa. Cái này anh thấy nó có đúng không ạ? Thật sự nghe đúng nha. Snoop Dogg có từng nói chuyện này luôn. Tức là nếu bạn sinh ra là một ca sĩ với giọng hát hay cực kỳ như là V-Tuck hay là Marilyn Monroe hay là Britney Spears đồ cái kiểu, thì bạn chỉ cần chinh phục thế giới bằng sắc đẹp và tài năng hát hò của bạn thôi, giọng hát bạn thôi. Nhưng nếu bạn sinh ra là rapper thì vai trò của một rapper từ ban đầu đó là mày không hát hay, đúng không? Cho nên là rap nè, viết lời nè, biên kịch nè, đạo diễn nè, có thể là dancer luôn, có thể là người art director luôn. Thì trong cái câu chuyện, thậm chí là một số rapper có thể là ca sĩ luôn, MC nữa. Thì trong cái khái niệm rapper nó rất là bao gồm nhiều lĩnh vực, đúng không? Thật sự đúng của cái lĩnh vực chơi nhạc rap này là bạn phải có một cái nhìn rất là đa chiều. Vì thứ nhất là cái âm nhạc hip hop về cơ bản nó không có quá khó làm, nhưng mà nếu mà làm nó quá cơ bản thì không ai nghe. Cái này confirm luôn. Tại vì có thể mở một con beat lên rồi cứ rap thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cơ bản quá thì lại không có ai nghe và cũng không có. Đúng rồi. Ai cũng có thể là rapper được. Nó cái hai đùi mấy anh em là bây giờ mà một cái trường cấp 3 nó vừa tan trường ra, mình lại mình đá đít thử hai thằng là rapper luôn á. Nhưng mà nói chung là nó phải, em cảm thấy cái việc mà làm nhiều ngành nghề vậy nó mang lại cái sự chiều sâu cho cái người làm rapper đó. Đúng vậy, nó mang lại một cái tài nguyên rất là vô giá cho cái người rapper đó. Tuy nhiên,
cái gì cũng đánh đổi hết. Tức là nếu như bạn dành quá nhiều thời gian cho những cái ngạch ngoài thì bạn sẽ không có thời gian làm nhạc rap. Và cái có những cái vừa là may mắn mà vừa là một lời nguyền luôn. Đó là bạn làm ngạch ngoài vô tình thành công quá, rồi bạn sẽ lạc lối luôn. Bye bye rap. Bạn nghĩ là bạn là chết rồi, tôi bây giờ đã là một người bán pizza thành công quá rồi. Tôi không phải rapper nữa. Không phải là rapper nữa rồi. Rồi mọi người chào mình với vai trò là một giám đốc doanh nghiệp rồi. Thì bạn sẽ quên đi cái con người gốc của mình. Nhưng cái thằng nhạc rap đã có một cái rất là khó chịu. Mà nếu mà anh em để ý trên showbiz bây giờ thì sẽ có một số rapper đang bị rơi vào câu chuyện đó. Mình sẽ không tiện kể tên. Nhưng mà bạn có thể là một, có một người nền tảng ban đầu là một rapper, xong rồi bạn thành công với một cái lĩnh vực gì đó, sau đó bạn mất đi cái sự tôn trọng từ cái cộng đồng gốc của mình. Bạn sẽ cảm thấy mình vô cùng lạc lối dù nằm ngủ trên núi tiền. Vô cùng lạc lối. Nhưng mà hồi nãy anh có nói một câu, khi mà mình bước vào rap game thì mình phải tập trung làm việc của mình, mình đúng không rồi. Nghe người khác nói gì hết. Đúng vậy. Thì nhưng, khi sự, mà... nhưng mà cái sự công nhận của cộng đồng nha, nó khác với người ta nói. Nhưng mà sự công nhận, sự respect, cái điều đó không cần phải nói. Cái cảm giác mà em được tôn trọng, em bước vào một căn phòng là em có thể thấy anh có tôn trọng em hay không liền. Dạ rồi. Okay. Không cần phải nói một câu nào, chỉ cần một cái ánh mắt, một cái biểu hiện, một cái thái độ thôi. Là mình đủ biết là người ta có được, có tôn trọng mình hay không. Tức là nếu như mà mình làm một cái lĩnh vực nào đó khác, mình thành công với nó và mình bị cảm thấy như là cái cộng đồng gốc của mình nó không còn yêu quý mình đúng với cái con người của mình nữa, thực sự nó có thể là hai chiều. Có thể mình hoàn toàn không quan tâm và đi tiếp thì đó là một quyết định đúng, bạn có thể thành công với quyết định đó luôn. Tuy nhiên mà thật sự là về đêm, người rapper gốc bên trong của mày á, nó có ngủ ngon hay không á, là một câu chuyện khác nữa. Trong khi đó những cái ví dụ như vậy ở bên nước ngoài rất là nhiều. Là bạn vừa có thể thành công hai cửa, nhưng mà ở cái server này nó sẽ có nhiều cái đánh đổi hơn, phải rất là khéo thì mới làm được cái điều đó. Như anh là anh chia bao nhiêu phần trăm là anh làm giám đốc kinh doanh và bao nhiêu phần trăm là anh làm rapper? Câu này hay. Để em thấy cái này cool nè. Thì thiệt sự là nếu mà nói về cái chuyện mà kinh doanh ở 2 năm đó tại đây á, thì anh may mắn là anh đã set up được những người phù hợp rồi. Cho nên là gần đây anh chỉ đi chơi với mấy anh em như Billy A Thơ thôi. Là bắt đầu mọi chuyện nó vô guồng rồi. Thì bây giờ lâu lâu anh chỉ qua anh check, lâu lâu anh chỉ nhận tiền thôi. Chứ bây giờ anh không còn kiểu như là anh phải đi check từng chút một chút và làm gì nữa. Và thật sự đánh giá là anh làm nó không phải là quá đỉnh cao gì đâu. Anh nghĩ là cái đỉnh cao mà anh nghĩ là cái khả năng tốt nhất của mình á là anh nhìn nhận được người nào làm gì phù hợp tốt lắm. Thì là anh may mắn là mình đã chọn được những cái mắt xích hỗ trợ những cái chuyện đó, nó rất là vững chãi rồi. Và mỗi cá nhân đều là một người rất là giỏi, cho nên là lý do sao mà Black Car vẫn luôn ở đây đó là sự là không phải nhờ Black Car. Black Car không có khả năng ở đây một mình. Black Car, Black Car vẫn luôn ở đây là nhờ những người xung quanh đã ủng hộ Black Car. Dạ rồi. Những người đã bảo vệ Black Car, rồi. Đứng bên Black Car. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người, thiệt sự. Thiệt sự không biết nước anh. Có cao trào chút xíu nha. Cho nó cái để coi. Em tò mò là nó mất anh bao nhiêu thời gian để anh tìm được đủ tất cả những cái viên ngọc rồng đó để anh set up vào cái guồng của anh. Anh rap 13 năm rồi. Thì cái giai đoạn đầu á, về các bạn mới bắt đầu đúng không? Dạ. Thì cái này nó phụ thuộc vào cơ duyên nha. Tức là anh thấy có những rapper trẻ họ không tốn nhiều thời gian như anh đâu. Họ đã tìm được ekip xịn rồi. Hoặc là anh không biết sâu, nhưng mà anh thấy là có những rapper trẻ không có cần phải tốn nhiều thời gian như anh đâu. Nhưng mà nó cũng phụ thuộc vào cái cá nhân người nghệ sĩ đó sẽ chọn cái hình thái xây dựng cái ekip mình như thế nào. Tức như là cái hình thái anh mong muốn là mọi người đều phải làm việc chuyên nghiệp, nhưng mà vẫn phải có cái máu dân chơi. Và vẫn phải hiểu được cái màu của anh. Tức là đôi khi anh vẫn sẽ làm commercial được, nhưng mà anh sẽ không bao giờ ép anh làm những trò nào nó quá mức được. Thì anh xây dựng một cái nhóm mà mọi người phải là vừa đa tác vụ, nhưng mà vừa giỏi chuyên sâu về cái lĩnh vực của mình, và phải là người có cái có thể là anh em với anh được thật sự. Thì anh mới có thể làm việc chung được. Thì may mắn là anh luôn đến với mọi người với một cái tâm hồn rất là thẳng thắn. Như với Chris Ngô, với tất cả mọi người luôn, thì anh rất là thẳng thắn. Cho nên là những người mà đi chung với anh thì đa phần đều là những người cùng cái suy nghĩ giống anh. Hoặc là ít nhất là người ta phải có xu hướng muốn thành như vậy. Là thì năng mà... lượng gặp năng lượng. Đúng rồi. Rồi. Ok. Thì đó, nếu như bạn chọn một cái mô hình là ok, bạn là một nghệ sĩ nhẹ nhàng, bạn muốn chọn một ekip nhẹ nhàng, thơ văn, poetic, làm media nó cũng phải thật sự là rất cực kỳ muôn năm mê, thì bạn không cần phải tốn nhiều thời gian như Black Car. Tại có rất nhiều bạn trẻ, mình cũng đi diễn nhiều trường đại học nhiều, mình thấy là thật sự là những bạn trẻ ở thế hệ bây giờ quá dữ, quá giỏi. Mình nhìn thấy rất nhiều nhân viên tương lai của mình. Người kinh doanh, người là câu hỏi là bao nhiêu phần trăm đó, vẫn em vẫn thấy cái phần trăm kinh doanh vẫn còn, tức là anh làm nhạc, làm nghệ thuật, nhưng mà mình có một cái đầu óc tỉnh táo về mặt
kinh doanh để mình sống với đam mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy trong những trường như là Văn Lang hay Hutec đâu á, trời mấy bạn giờ giỏi dữ. Dạ. Thật sự là tư duy rồi mọi thứ quá xịn, tức nó clean, tức là nó vừa xịn mà nó vừa clean. Tức là ở cái giai đoạn của anh khi mà để có những cái tư duy đó, nhiều khi mình phải đi qua bùng. Còn mấy bạn giờ có sẵn cái đó mà phức là clean, cái điều clean đó là quan trọng để mình không nghĩ tầm bậy. Tại vì trong cái chuyến hành trình, cái đáng sợ nhất đó là người đồng hành liên tục nghĩ tầm bậy. Người đồng hành liên tục nghĩ tầm bậy thì không có làm được gì hết trơn á. Yeah. Mất thời gian lắm. Theo kinh nghiệm của anh như vậy, kiểu lệch khỏi định hướng hoặc là lệch khỏi mục tiêu với nhau, hoặc là có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu óc của mình. Cái thứ mà anh thấy là anh làm việc với nhiều bạn trẻ cũng vậy, thậm chí là mình gặp nhiều bạn gái cũng vậy. Mình thấy là có rất là nhiều người trẻ họ vẫn còn bị lẫn lộn trong cái dòng suy nghĩ mình rất là nhiều. Và nhiều khi là họ sẵn sàng chơi, nhưng mà trong cái chuyến hành trình họ là kiểu những dòng suy nghĩ đó diễn ra, hoặc là họ về nhà họ lại bị những dòng suy nghĩ khác nó chen vào đầu óc của mình. Thì thực sự đó là cái điều mà như anh nói lại ban đầu á, là để thành công bạn phải gạt được cái đó đi. Cái đầu tỉnh táo, tức là clean, tức là chưa đi tới cuối hành trình thì mình chưa vội phán xét. Nếu mình đi tới hành trình rồi mình bị fail thì thật sự là mình đã học được cái hành trình rất là nhiều. Nếu mình chưa đi tới nửa đường mình nó muốn dùng dãy, thật sự mình không học được, mình phủ hết ra rồi, thì mình sẽ tiếp tục đi vào cái hố sâu đó một lần nữa ở một cái chương hồi khác. Thật sự okay. Nên anh đã sai, anh sai tới cùng. Nếu anh làm sai, mới sai tới cùng, sai đến khi nào mình sai không còn cách nào sai nữa luôn á, để mình học hoàn toàn đó luôn, để không bao giờ mình đi vô lại cái con hẻm đó nữa. Cái đó quan trọng lắm á nha. Dạ. Quan trọng lắm để mình rút ngắn cái quá trình sai. Tại vì bây giờ mọi người còn trẻ, anh cũng còn trẻ, thấy mình 25, 26 là mình vẫn còn trẻ, thì là mình vẫn còn được phép sai. Dạ. Nhưng mà nếu mình qua 30 mình vẫn còn sai, cái chuyện của năm 16, 17 thì nó bị gọi là quê quê quê. Thật sự. Sai tới cùng em nghĩ đó là một cái dũng cảm. Đấy là chấp nhận nó nữa anh. Phải chấp nhận, phải đi tới cùng. Đó là một cái câu của AC anh rất là nhớ, tức là dù tận cùng là bế tắc á, cũng phải đi tới tận cùng á. Phải thật sự đi tới tận cùng, tức là nó không biết tận cùng không thể biết được nó có gì hết. Để sau này khi mình đi những con đường nó có xu hướng giống vậy á, là mình né. Nếu mình chưa đi tận cùng mình chỉ cảm thấy nó sao nó cũng mông lung, nó cũng có vẻ tốt, nó có mật ngọt, nó có này nọ, nhưng mình không có thật sự mình biết được. Somehow it's hard. Anh Black có một cái thái độ rất là tỉnh táo. Luôn tỉnh táo. Always cố gắng. Bình thường anh hay làm nhạc buổi sáng hay buổi chiều hay buổi tối? Tùy duyên lắm, nhưng mà gần đây làm nhạc với lại Billy với Arthur nhiều nè. Tụi anh hay làm buổi sáng. Buổi sáng Billy mới ấm ghệ xong. Là có năng lượng anh. Đúng rồi, thật là Billy buổi sáng qua được thì tối Billy thì ấm gậy lắm. Đừng có buồn Billy, anh cho tất cả thế giới biết điều này Billy à. Đối với anh làm nhạc có cần trong một cái bối cảnh kiểu cái setting kiểu nó tốt không, kiểu không gian xung quanh anh á? Có chứ. Nhưng mà cũng tùy, tức là anh nghĩ là cảm xúc tốt quan trọng hơn. Tức là ví dụ như là mình đang có một cái mồi lửa nào đó thực sự thú vị á, thì mình sẽ trong cái trạng thái viết nhạc tốt hơn. Nhưng mà anh cũng chia sẻ với em á là anh cũng có lúc viết lúc rap luôn mà. Thì nên là cũng tùy duyên đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái đầu mình nó phải đang clean. Anh nghĩ là cái đầu mình vẫn đang có nhiều vướng bận quá, mình còn nhiều tham lam quá, mình còn nghĩ ngợi người này người kia nhiều quá thì mình khó làm được nhạc chất. Anh ví dụ là anh thấy là ở cái thế hệ thì anh thấy anh đánh giá rất cao MCK luôn. Đầu bạn tuy là trong những cái sự nhiễu nhương của cuộc sống, những cái thứ của Gen Z, nhưng mà nhạc của bạn rất xịn, super clean, that's fresh, thiệt sự. Tức là đó là một cái dạng tư duy mà thực sự mình nghĩ là những rapper trẻ nên có. Chứ không phải là grinding quá hard, cố gắng quá nhiều nhưng mà đầy tham sân si thì sẽ không bao giờ đạt được cái điều đó. Cái điều đó cần phải có, là không có thèm gì hết á. Không thèm gì hết mới có cái đó được. Phức tạp lắm. Khi mà anh trả lời những cái câu hỏi của anh á, thì em có để ý tới cái trường từ vựng của anh. Thì em cảm thấy cái trường từ vựng của anh, cái phổ nó rất là rộng, và anh dùng rất là nhiều những cái từ như là chư hồi, xong rồi tham sân si, hay là ý là em rất là tò mò là liệu ngoài một cái người mà làm nhạc rap thì nó cần có hai yếu tố là nhạc và phần rap, là lời và âm nhạc. Thì anh nghe nhiều thì anh đã chia sẻ rồi. Nhưng mà ví dụ như anh có đọc nhiều hay anh có xem nhiều một cái loại sách báo hay là một cái nguồn nội dung content nào để anh thu thập được không? Xem phim cũng vậy. Anh là một người rất là tò mò về thế giới này. Và thật sự là như là về những cái hồi hồi còn nhỏ thì
anh được gia đình hay đọc cho anh nghe cái quyển sách Xuân Thu Chiến Quốc á. Xuân Thu Chiến Quốc. Cho nên là anh bị ảnh hưởng bởi những cái từ Hán Việt rất là nhiều. Nhưng mà về sau này trong tương lai thì anh rất là tò mò về những cái chuyện kỳ lạ trên thế giới. Anh hay sợ mấy keyword như kiểu là con rắn nào độc nhất thế giới vậy vậy như đó. Thì anh rất là tò mò mấy cái điều này. Thiệt sự đó là anh luôn tò mò về những cái điều kỳ quặc ở trên thế giới này. Anh coi Miss Ruby rất là nhiều. Anh coi dưa leo nữa. Coi Miss Ruby, anh coi dưa leo, anh coi Mr. X gì đó, yeah. Full luôn. Chung là anh có đọc truyện Ma Nguyễn Nguyễn nữa. Chuyện Ma Nguyễn Nguyễn. Anh tò mò về tất cả thế giới này. Nó lý do mình vẫn luôn update kịp và vẫn luôn tiêu thụ những cái content mới. Nói chung là anh không có chắc đọc nhiều đâu. Ở một cái đoạn này thì nghĩ là cái phễu của mình nó đã đủ. Tức là mình sẽ biết cái nào hợp với mình, cái nào mình nghe hai câu biết bullshit. Hoặc là hai câu là biết là hẹn với thế giới của mình, thế giới quan khác. Như Đen Vô có nói đó, mọi người có một hệ quy chiếu mà. Thì mình chỉ... mớm á. Yeah, true. Thì quan trọng là mình chỉ chọn cái nào phù hợp với lại hệ quy chiếu của mình thôi. Có hệ quy chiếu nhất định của mình. Thì em có một cái câu hỏi là mình làm sao anh biết bài nhạc đó nó ok để mình phát hành anh? Wow, câu hỏi này chắc không ai biết câu trả lời luôn á. Anh nghĩ một bài nhạc thành công nó bao gồm rất là nhiều yếu tố nha. Nhưng mà những yếu tố cơ bản nhất là bài nhạc phải hay nè, bắt buộc. Bài nhạc phải hay. Thứ hai là yếu tố xã hội. Tức là trong cái giai đoạn đó, xã hội có cái gì đó liên kết tới bài nhạc của mình không? Thì cái giai đoạn release nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Cái thứ ba là media. Media sao cho đúng đến tệp khách hàng mà họ thích bài nhạc đó. Thế là lý do bài nhạc thành công. Đây thì để mà nói là cái giai đoạn nó release bài nhạc đúng thì đến giờ anh cũng không biết, anh cũng có flop mà. Không thì em thấy chuyện mình em thấy một cái cách để mà mình tiếp tục tồn tại là tiếp tục sống và phát triển là mình phải ra nhạc. Chuẩn. Thì cái may mắn nhất của anh á, trong cái 2 năm gần đây là anh đang trong chuỗi top trending. Nhưng mà thật sự là anh không phủ nhận là có đoạn anh flop. Thì cái đoạn đó chính là cái đoạn mà giao thời của Trap Việt đó. Thì là anh nghĩ là cái âm nhạc mà không thể nói được. Tức là nó cũng như là con số vậy đó. Thì có một rapper ngày xưa rất là hâm mộ nói Na đó. Thì là Na sẽ có nói câu là đàn ông cũng nói dối, đàn bà cũng nói dối, chỉ có con số là nói thật, hay để con số nó nói. Người kinh doanh. Bách Na. Thật sự. Cái câu rất là hay. Tức là dù như mình làm nhạc hay cách mấy, mình được bao nhiêu sự respect, mình được bao nhiêu sự tôn trọng trong cái rap game này của underground hay là của cái cộng đồng lớn hơn, thì cuối cùng cũng chỉ là con số có nói thôi. Tức là bây giờ anh cũng luôn cố gắng giữ mình ở mức độ là không bao giờ được một bài nhạc không bao giờ được dưới 1-2 triệu view. Tức là phải bình ổn cả đó. Chứ còn nếu mà lâu bài nào 10 mấy triệu view hay là tới trong tương lai tôi có bài nào 100 triệu view thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật sự là thì khả năng của anh chỉ có thể giữ được cho bài nhạc mình ở mức độ 1-2 triệu view. Còn nếu mà bài nào vô tình nó wow lên, nó hit lên, anh cũng có nhiều. Thì đó là nhờ phúc lành và nhờ sự ủng hộ rất nhiều của khán giả ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em thấy anh có một nhóm cộng đồng là Placa Fellas. Placa Fellas. Cái group với cái cảm giác mà anh bấm vô tạo. Tôi tạo một cái nhóm. Xong rồi mọi người vô cái cảm giác hay sao? Tụi nó có phê dạng cái story không? Cảm giác đó. Xây dựng cộng đồng. Mấy đứa nghe nha. Thiệt sự là ban đầu anh không nghĩ tới chuyện này. Không hề nghĩ. Mà từ khi tham gia Rap Việt mùa 2, những cái bạn làm cho là những bạn không phải fan của Underground. Là những người mà làm mấy cái group cho anh, là mấy người mà đang ủng hộ anh những cái lúc mà thích Thái Bình trên TikTok đồ này nọ đó, là thiệt sự đó là những người ở ngoài cái thế giới underground này. Họ vô tình được tiếp cận Yano góc nhìn hoàn toàn clean nhất, không biết gì về những cái thứ của Black Car trong quá khứ, không biết gì hết. Đó là những người tạo nên Black Car Fellas và tạo nên những cái nền tảng khác cho anh. Thì thiệt sự là anh nghĩ là nó là hữu duyên. Tức là anh không có đặt nặng vấn đề này lắm. Và thật sự là anh cũng là người đánh giá là tôi khá tồi tệ với group mình, tôi khá là bỏ lơi. Rất là xin lỗi, tôi không có thời gian, nhưng mình sẽ cố gắng là sẽ có nhiều hoạt động mà vui vẻ hơn trong tương lai. Black Car Fellas. Thì nói chung là mọi người rất ủng hộ anh. Tức là mọi người cũng hay tặng quà cho anh. Mấy bạn trẻ trẻ sau này thì hay tặng mấy cái dễ thương như kiểu là giày, hay là tặng mấy cái mà cute. Trời, ngày xưa lúc mình còn rap underground á, có người tặng tôi viên đạn luôn á má. What? Thiệt sự. Tặng 2 viên đạn AK luôn. 2 viên nhọn nhọn quá này, đúng rồi. Đúng rồi, còn đạn còn thuốc nổ ở trong luôn. Tức là mình đã đi qua nhiều cái chu kỳ của rap Việt, và mình bước ra nó sáng, mình từng trong underground đó. Nhưng mà nói về hiểu thế nào là underground của miền Nam Southside Rap, hoặc là underground của Southside á, không ai hiểu rõ bằng mình đâu. Mình nó sâu lắm. Nó sâu bên trong lắm, là mình được tặng rất là nhiều thứ kỳ quặc ngày xưa rồi. Cho nên khi bây giờ mình ra ánh sáng hơn một chút, thì mình được nhận những cái món quà khá nó cute. Nhưng mà cái này nó có giá trị nha. Như đông trùng hạ thảo mà tôi thích nha.
anh Black có vẻ quan tâm đến sức khỏe. Yeah, 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 for real. Anh có thể share với tụi em cách anh đầu tư cho sức khỏe không? Anh nghĩ nha. Vâng. Sức khỏe, tiền bạc đến cuối cùng cũng không còn quan trọng. Hmm. Cái quan trọng nhất á, của một con người á, mà cái hình phạt lớn nhất dành cho con người á, cũng chính là thời gian. Trong cái khoảng thời gian đó, bạn đã làm cái gì? Bạn có sống xứng đến với khoảng thời gian đó hay không? Thì để có thể sống hoàn toàn đỉnh cao của cái khoảng thời gian đó, bạn cần có sức khỏe. Thì sau thời gian dài, Black càng nghĩ là cũng có một đoạn dài, nghĩ là anh quan tâm sức khỏe, nhưng mà không, anh nghĩ là thật ra cái thời gian nó quan trọng. Cái đoạn đó mình làm cái gì? Thật sự là cái án phạt lớn nhất dành cho con người là đi tù. Là lấy đi thời gian của mày. Wow. Đúng không? Cái nào phạt nặng hơn, nó đâu có lấy tiền, nó lấy tiền, lấy tình, lấy đi tất cả, kiếm lại được. Phạt nặng hơn là chấm dứt thời gian luôn. Đúng rồi, cắt đứt cái khoảng thời gian đó của mày. Năm đó mày 21, mày sẽ trở lại cuộc sống vào năm 28. Mày chưa bao giờ là thiếu niên cả. Thật sự, cái quan trọng nhất là thời gian. Cái mốc thời gian nào bạn làm cái gì, điều đó mới là quan trọng. Còn sức khỏe, tiền bạc, tình yêu, công việc, mọi thứ chỉ để phục vụ cho cái mốc thời gian hiện hữu đó của bạn thôi. Đó có phải lý do tại sao mà mình phải hustle không anh? Cũng đúng. Tại vì mình chỉ có nhiêu đó thời gian thôi, mình đúng không vậy. Muốn lãng phí thời gian. Tức là ở cái khoảng thời gian đó, ví dụ như là mình còn trẻ đi, thì mình phải bắt đầu những giai đoạn học tập, tìm hiểu và nghiên cứu. Nếu như lúc đó mà mày kiếm tiền liền, thì đến cái đoạn mà người ta bắt đầu đi kiếm tiền, người ta kiếm nhiều hơn, thì mày đã hết mana. Hết chất xám trong kho rồi. Thì ở cái đoạn nào thì phải làm chuyện đó. Oh, ở cái đoạn phải học thì mấy em nên học, đừng bắt chước mấy rapper gán gàng đi ra đường cái kiểu này nọ, không có được. Anh nghĩ cái tuổi đi học của mỗi người, và đặc biệt là rapper, thì nó sẽ tới khoảng độ tuổi bao nhiêu? Cái này anh nghĩ là nó là cái cơ duyên của mọi người, nhưng mình cứ chiếu theo cái luật phổ thông đi ha. Là đẹp nhất. Cho nó gọn gàng nhất. Vâng. Thì là nếu như mà vẫn còn cơ hội đi học á, thì cứ nên đi học đi. Thì thật sự bạn đừng có đặt nặng là nhìn thấy sao mấy thằng kia nó không đi học, nó kiếm nhiều tiền hơn mình. Đó là cái chuyện của nó. Nó phải chuyện của mày. Nó phải chuyện của mày. Cái chuyện của mày là hãy, nếu mà còn cơ hội đi học, còn được tìm hiểu về thế giới này một cách an toàn như vậy, thì hãy tiếp tục học đi cu. Thật sự. Đừng có ghen tị với những cái số tiền, những cái thằng hustle ngoài kia kiếm được. Đến khi mày đã đầy đủ trang bị, đủ vũ khí rồi, anh tin chắc là tụi mày sẽ kiếm nhiều hơn. Thật sự. Đó là quan trọng. Thì anh nghĩ là sau tất cả thì cái mốc thời gian của mình hiện hữu trong cái cuộc sống này á, cái điều đó mới là cái điều quan trọng, và tất cả những thứ còn lại chỉ để bổ trợ cho nó, chấm hết. Con gậy đẹp cái bên mình, tiền cái bên mình, cuộc sống gan gàng, xe hơi, nhà lầu, money flex flex, ring ring, bling bling, everything, tất cả để phục vụ là cái đoạn thời gian đó mày làm được cái gì. Trên gặp rất là nhiều người có đủ tất cả những cái đó, nhưng mà thời gian nó chả ai biết họ là ai hết. Thật sự điều đó mới quan trọng. Khoảng thời gian là làm cái gì, cho nên là anh nghĩ là điều đó điều quan trọng nhất với anh. Bây giờ anh Black có đang học cái gì không anh? Hiện tại là đang học thanh nhạc nè. Thanh nhạc anh quản lý anh có vụ là học IELTS đi. Anh đang suy nghĩ thấy cũng hợp lý, tại vì mình đi vào môi trường thanh đạo mà. Chris Aki hồi xưa chuyên Anh anh. Tụi em học cấp 3 chung nhau. Anh cũng chuyên Anh mà. Có nhiều câu chuyện giờ mới hé lộ. Thì nói chung là anh nghĩ cái điều may mắn nhất của mình là cũng là học tiếng Anh á. Tức là nhờ từ nhỏ mình đã tiếp xúc với tiếng Anh quá là sớm, cho nên là mình nhìn thế giới đa chiều. Là nhờ mình có kiến thức, là cảm ơn ba mẹ. Thật sự là để mà có thể nhìn thế giới đa chiều và có nhiều cái từ ngữ để sử dụng trong những cái tình huống khác nhau á, cái điều này là nhờ sự giáo dục của ba mẹ rất là nhiều. Không bao giờ phủ nhận điều này được. Tức là một character mà thành công thì phải vừa có kiến thức chuyên môn, kiến thức hàn lâm, đồng thời đi kèm với lại street knowledge nữa, kiến thức đường phố street nữa. Knowledge. Thì đó rất là quan trọng để mà trở thành một người đặc biệt, nói chung là có thể gọi là kết nối được với người khác dễ dàng hơn. Okay. Là con người bên cạnh một nhân cách rapper Black K, thì em thấy anh kiểu có nhiều cái side bên đó, nhiều cái rất là không đúng như nãy giờ mình chia sẻ với nhau, là cái skill set nó cũng chỉ là rap nhanh, rap chậm gì, nó cũng chỉ là một cái bình thường thôi. Tức là mình phải có add-on rất là nhiều thứ. Rất nhiều luôn. Một trong những kỹ năng mà anh nghĩ nếu mọi người muốn trở thành một superstar, một idol đó, thì là chính là cái khả năng trình bày cái project hoặc là cái câu chuyện của mình. Đó là một cái kỹ năng rất là quan trọng, thì không ai hiểu project hay câu chuyện hay cái suy nghĩ hay cái tác phẩm của mình bằng mình hết.
mà mình trông chờ là mình sẽ khiến được ai đó trình bày cho mình cái này thì mình cũng phải chấp nhận cái chuyện là họ làm sai. Thì như là em thấy là mọi người sẽ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Đúng rồi. Chứ mình không được quyền kiểm soát nó. Rõ ràng. Tức là nếu mình đã cho phép họ một không gian để khán giả và người ngoài bình luận, phân tích và đánh giá về mình thì mình phải chấp nhận những cái điều đó chứ. Mình đâu có được quyền hai chiều như vậy. Đó là tiêu chuẩn kép rồi. Double standard, đó là không được. Đó là mày không có gì hết. For real. Có một cái gì đó mà người khác từng đánh giá và người khác nghĩ là Black Ca chỉ như thế này. Rồi đến giờ bị đánh giá liên tục. Tức là mọi người đều đánh giá là anh là một người gan gà, người này kia, anh là người khó gần, anh là người kiểu anh là bad guy, anh là người gì người kia, anh này nọ kiểu sạch Google cũng thấy này kia. It's okay. Tại thiệt sự đó là mình không phủ nhận những điều mình từng làm sai. Tức là để mà mình có thể có được ngày hôm nay, có thể duy trì cuộc sống mình ổn định, có thể giúp được người này người kia, thì mình có một giai đoạn nó có rất là nhiều bài test và nó đã sai. Và khi mà nó đã sai thì nó bắt buộc phải chạm tới cái lòng tự tôn mà là làm lỗi với một ai đó. Đó là cái chuyện là bắt buộc. Thì khi mình còn trẻ mình đâu có biết kìm mình đâu. Những cái môn mình sẽ tổn thương một cái nhóm người, tổn thương một cái đám người nào đó, một cá nhân nào đó. Thì là đó là cái điều mà Black Car phải chấp nhận khi mà mình đi một chuyến hành trình dài. Vì là nếu mình làm đúng hoài thì mình giống bác Google quá rồi. Bác Google còn sai nha. Thật sự. Thì mỗi cái lần làm sai đó, mặc dù mình biết là mình sẽ có cơ hội để làm lại, nhưng mà em nghĩ là dù sao nó vẫn sẽ có những cái cảm xúc phức tạp và nó cũng sẽ có những cái sự mông lung nhất định. Thì mỗi lần vậy, ví dụ như đơn giản thôi, mỗi lần mà nhạc nó hơi flop flop một chút, view nó hơi số nó hơi thấp thấp một chút, thì cái cảm giác làm thế nào để anh vượt qua cảm giác đó mà mình vẫn nhớ là má mình chất vải. Wow. Câu hỏi cái hay anh nha, hay á. Thì thiệt sự là nghệ sĩ nào mà thấy flop và trái tim cũng vỡ vụn mình trăm mảnh hết rồi đó. Mình không nghĩ là bất kỳ ai nhìn có gấu cách mấy, hay là nhìn lãnh đạm, hay là người nhìn kiểu mà cực kỳ đoan chính cách mấy á, thì khi mà nhạc flop và trái tim cũng vụn vỡ như thường. Trời, mình biết một số ca sĩ superstar, ca sĩ hạng A, bạn bè mình luôn á, nhạc flop một cái dẫn cả gia đình đi du lịch luôn á, vỡ tim á, broken heart á. Thiệt sự là Black Car cũng vậy thôi. Nhưng mà phải trọng một cái điều á là khi một chuyến hành trình của mình đủ lâu á, thì mình sẽ nhìn thấy là đây chỉ là một cái hiện tượng thôi. Đây không phải là cái con người của mình. Ok, ở cái khoảnh khắc đó, cái dòng suy nghĩ và cái bài nhạc của tôi và cái chiến lược media, tất cả mọi thứ đều không phù hợp. Thì nếu như mà bạn thất bại thì đó là một cái bài học rất là quan trọng để bạn bước tiếp. Nhưng cái mấy quan trọng hơn đó là mình nghĩ là mình cũng may mắn là tại vì anh là rapper. Nếu anh là một ca sĩ pop truyền thống, một ca sĩ pop phải liên tục có hit, thì cái sự flop nó còn kinh khủng rất nhiều. Thì nó không chỉ vỡ tim, người nó vỡ tim cả nhà đầu tư, cả quản lý, cả ekip, cả fan club, rất là nhiều thứ, nó sẽ vỡ tim rất là nhiều người. Cho nên là với vai trò là rapper thực sự nó đỡ hơn rất là nhiều. Tại vì rapper thứ nhất là nó là nhạc quần chúng và nó rất là gần với giới trẻ. Thật sự là nếu như mà có flop thì thật sự là nhạc rap cũng rất là nhiều. Hiểu không? Thì bạn, nếu bạn có thể tha thứ được cho mình thì mình nghĩ là những bài tiếp theo bạn sẽ không flop nữa. Tha thứ ở đây là mình phải chấp nhận là cái bước đi đó của mình nó tầm bậy. Thấy không? Dạ rồi. Cái bước này nhiều người không chấp nhận nha. Họ vẫn muốn tiếp tục bắn thêm 2-3 phát súng nữa cùng một cái mô tiếp này và lại tiếp tục flop, lúc đó thì nó sẽ vỡ tim rất nhiều. Dạ đúng. Không? Thì đó, cho nên là anh nghĩ là nó cũng sẽ quay về cái phạm trù là mình có chấp nhận là lúc đó mình hơi gà không? Thật sự. Dạ rồi. Điều đó không khó chịu quá nha. For real. Cái đó khó chịu thiệt. Chấp nhận mình. Chấp nhận. Nhưng mà phong độ là nhất thời mà đẳng cấp là mãi mãi. Đúng rồi. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là duy trì. Duy trì. Châm ngôn mới. Anh Black duy trì bằng cách nào? Anh duy trì bằng cái việc là anh liên tục làm nhạc với thế hệ mới. Như em nè. Như là Billy, M&M kìa. Tức là anh thì anh như anh chia sẻ ban đầu là anh luôn tin là nhạc hip hop thay đổi từ đấy. Nên là nếu mình làm việc ở trên kiên thời gian, mình thấy mình không nghe được nhiều cái âm thanh của đường phố nữa, nhưng khi đó là vấn đề. Phải biết là tụi trẻ đang làm gì, rồi những cái bộ skill có gì hay. Thiệt sự là để switch cái mindset của anh từ một hip hop head thuần qua cái hip hop head mới này á, nó rất là nhức đầu. Nên là mà thằng hip hop là vậy á, nó sẽ luôn diễn ra những thứ bạn không bao giờ ngờ đến. Thì ai có nói câu này rồi. Bạn sẽ không bao giờ biết được thằng hip hop sẽ làm gì tiếp theo chứ.
Cho nên là mình nếu mình không update, không cập nhật thì mình phải chấp nhận là mình như vậy. Nhưng mà thật sự là có một số cá nhân rất đặc biệt, anh nghĩ là họ thích nghi được một hoàn cảnh và vẫn giữ được cái bản chất gốc của mình. Thì anh đang cố gắng hàng ngày hình thành bản thân mình thành như vậy, mong nó thành như vậy. Open, mở lòng. Yeah, mở lòng. Ví dụ hồi xưa mình đang ra nhạc thì mình ra nhạc, mình book, mình share. Chắc bây giờ thì cái quan điểm về việc ra nhạc của anh Black chắc thay đổi nhiều. Nhiều. Tức là anh cũng từng chạy qua tất cả câu chuyện như một nghệ sĩ bình thường phải tìm hiểu tới khi bạn on the top thôi, bạn trên đường on the top, chưa nói on the top nữa. Là phải tìm hiểu hết tất cả những cái element để đẩy cho bài nhạc của bạn tiếp cận nhiều nhất. Thì là anh đã thử hết. Tức là tính mình tò mò mà cái gì mình luôn tìm một cái điều cái gì mà mình đập tiền vô được để thử thì nó rẻ. Nên mình cứ đập tiền mình thử cho biết với người ta. Thì tất cả những cái media bất cứ cái kiểu nào mình cũng thử qua hết rồi, thì ở cái đoạn nó sẽ khác một chút. Cái đoạn theo góc nhìn của Black Ca nó là cái sự lựa chọn của khán giả, nên là lúc này mình chưa có một công thức rõ ràng, nhưng mà cái điều mình làm tốt nhất ở khúc này á là mình dựa vào dữ kiện xã hội. Là đó với anh là phương pháp tạm gọi là plan B cho khúc này á. Là anh đều dựa vào cái dữ kiện xã hội để anh ra bài. Cho nên sao bạn anh luôn ăn ở khúc này là vậy. Anh chưa tìm được công thức chuẩn cho khúc này, khúc này nó nhiều quá mấy đứa. Nên là anh chưa thể dựa vào công thức plan B của anh là dựa vào dữ kiện xã hội. Thì may mắn là mình làm rất nhiều nhạc. Cho nên là đoạn đang có cái gì hot, may là không có bài gì về phân khối lớn đó. Yeah. Chứ không là ra rồi đó. Em hiểu. Nhạc. Yeah. Thật sự là cái dữ kiện xã hội rất là quan trọng đó ra nhạc. Đó là một cái, tại vì âm nhạc thực sự cuối cùng là gì? Nhìn kỹ thì kỹ đó mấy mọi người, tức là âm nhạc là cái dấu ấn lịch sử. Hiểu không? Khi bạn quay về cái thời đại, bạn sẽ nghe cái kiểu nhạc đó. Đó là cái bằng chứng lịch sử là con người lúc đó yêu như thế nào, chơi như thế nào, party e như thế nào. Thì đó là hip hop về cơ bản, âm nhạc rap nó là ghi lại dấu ấn của lịch sử, âm nhạc nói chung luôn, không phải nhạc rap nữa. Nó ghi lại những cái dữ kiện của lịch sử con người nó nghĩ như thế nào. Thì anh nghĩ là đó, thì anh ngoài cái plan A là nếu như anh có thể phân tích được cái tình huống như thế nào thì anh sẽ release theo cái kiểu đó, nhưng mà giờ anh chưa làm được. Cho nên phải chịu cho plan B, đó là dữ kiện xã hội. Khi nào khúc nào khớp là mình đớp liền. Nhìn theo dữ liệu lại là một nét của nhạc của chị kinh doanh. Cái này là coi như là em thay mặt cho mọi người hỏi anh Black một xíu cái lời khuyên. Đúng là phong độ và đẳng cấp nó là hai cái khác nhau, nhưng mà ý là khi mà bạn ra một cái bài đầu tiên em biết bạn hay, sau đó những cái bài sau kiểu nó anh hiểu. Đây là một câu hỏi rất là trầm kha nha. Mà anh ấy cũng nói đúng, tức là ở cái giới trẻ bây giờ nó bị rất là nhiều. Còn ở cái lứa của anh nha, thật sự là nếu như nghệ sĩ đã có thể giữ mình được tới tận ngày hôm nay thì khó mà bị lắm. Đúng rồi. Là câu chuyện rất là khác, tức là thì bọn anh đã hình thành nên cái chất và cái hình ảnh trong lòng của khán giả nó rất là rõ rệt rồi. Bây giờ mình chỉ cần thay đổi, phát triển trong khu vực đó đi lên, đừng quá bất ngờ là người ta sẽ không có bỏ mình. Nói vậy cho nó gần gũi. Thì là anh thấy nghệ sĩ trẻ bây giờ rất là giỏi. Tất cả những người tới phòng thu đã có tiếng tăm là đều có khả năng sử dụng âm thanh mà rất tốt. Thường lúc bắt đầu mọi người có cái gu riêng rất là độc lạ, nhưng mà càng về sau thì nó sẽ càng bị hòa tan. Tại vì anh nghĩ nó cũng đến từ những cái nền tảng ngắn. Tức là những cái nền tảng short video nó giúp cho những cá nhân nghệ sĩ nó lan tỏa rất là nhanh. Nhưng mà đúng để rồi. Phù hợp cho một cái câu chuyện dài á, thì cái đó cũng có thể là một dạng con dao hai lưỡi. Tức là ok, thì là bạn sẽ làm cái kiểu nhạc đó cho người ta dễ làm những cái video ngắn để người ta flexing, để người ta làm những cái này nọ, cái kiểu anh làm nhiều lắm anh biết, trời ơi mình sẽ mạo chúa. Đâm mê đăng story mà. thì là đó cũng là một con dao hai lưỡi, tức là nếu như mà bạn bị cái đó ảnh hưởng trong dòng suy nghĩ của mình trong khi bạn sáng tạo, thì bạn chỉ trong những khu vực nó rất là nông. Tức là khi mà nó nông thì nó không để lại dấu chân. Tức là khi mà bạn muốn nhạc mình lúc đầu cũng viral TikTok hết, thì thật sự những cái gì mà Black Ca viral TikTok nó cũng khá là bình thường đối với mình, đánh giá nó không có gì sâu sắc chứ. Nhưng mà may mắn là mình viral thì mình cũng bú theo cái đường đó luôn, mình gọi cho nó đơn giản. Thì là với những cái bạn mà trẻ thì họ rất là sợ cái việc đó là rồi cái luồng ánh sáng này nó quá lớn, nó tới nó phê quá, bây giờ nó đi rồi sao mà chịu nổi, anh hiểu cái cảm giác đó. Đúng rồi, là em có thể em biết một bạn kiểu giống như mình, nó là gặt được thành công sớm hơn so với lứa. Xong rồi cái luồng ánh sáng nó đi mất, em nhìn thấy bạn bị hoảng loạn. Đúng, đúng rồi, đúng thấy rồi. Nhiều lắm nha. Rồi anh thấy có nhiều bạn kiểu là
ánh sáng nó chiếu vô mình xong nó đi quá vội, kiểu thằng bé nó bị depression luôn á. Đúng rồi, yeah. Kiểu như là bị trời ơi sao mọi người quên mình lẹ quá, sao giờ cái lượt tương tác trên Facebook nó kém quá, sao nói này kia, thật sự có mấy điều rất là ám ảnh. Nhưng mà bạn biết một cái điều đó là cái ngành nó là vậy đó, nó đào thải rất là nhanh. Tức là nếu như mọi người không thử tìm được một cái bãi cho riêng mình á, khi mà cái mùa đông nó tới á, thì nó sẽ như vậy nè. Tại sao mà anh luôn thoải mái, tức là khi mà mùa đông tới là anh sẽ trend ở bãi anh, nhưng mà khi mùa xuân về nó sẽ cùng mọi người ra cái bãi lớn nhất để trend chung với nhau, để đọ vũ khí với nhau, để đọ chiêu thức với nhau. Nhưng khi mùa đông tới anh lại rút về cái bãi của anh vẫn cảm thấy an ủi. Là khi mà anh mạnh lên, anh mọi người trong cái bãi của anh cho anh ăn thì ăn đến bự rồi, thì khi mùa xuân tới lại ra bãi lớn tiếp. Thì cái đó là cái thứ mà nghệ sĩ trẻ bây giờ không có được, tại vì cái lượng fan tới với mấy đứa nó rất là vội vàng. Nó không phải thích em vì cái nhân vật của em, nó không có thích bạn vì cái character của bạn, về cái cách sống của bạn, về cái ngôn từ của bạn, về cái âm nhạc của mình nữa, mà nó thích vì cái bài đó bạn nó thích. Giống như anh nói là cái cách để một người thích cái người nghệ sĩ đó đã thay đổi rồi, cái cách mà một người gọi mình là fan của người nghệ sĩ đó cũng đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Thì ở trong thời điểm hiện tại thì khi mà mình có quá nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau, thì mình cảm giác là trừ phi là mình quá là đặc biệt, giống như anh nói là mình có cái bãi riêng, thì một người ta không có lý do gì người ta phải ở lại với mình lâu hết. Đúng rồi. Người ta chỉ dựa trên cái performance, dựa trên cái độ hype muốn mình ở thời điểm hiện tại mà người ta kích dính với mình lúc đó thôi. Còn khúc sau mà nếu mà không có gì để giữ chân lại thì nó cứ bị trôi tuột ra. Thật ra đó là cái bài toán này là bài toán khó ở nước mình, nhưng mà theo như những cái research của anh thì nó đã được giải ở rất nhiều quốc gia trên châu Âu, châu Mỹ rồi. Nhưng mà để bưng cái công thức này về nó sẽ cần rất là nhiều thời gian, nên là bây giờ anh chỉ tạm có thể chia sẻ là ở cái giai đoạn này, nếu bạn chưa đủ giữ được chính mình trong lúc khiến mọi người dễ dàng tiếp cận, thì bạn sẽ là sự lựa chọn hết. Thật sự thì trong tương lai gần, không gọi là xa, sẽ bắt đầu có những cái dạng công thức hình thành một người nghệ sĩ như vậy xuất hiện ở Việt Nam. Những rapper bên Pháp bây giờ đó, họ khi họ xuất hiện ở thị trường, họ đã biết cái câu cuối cùng khi mà họ out game luôn rồi. Tất cả nghệ sĩ bên châu Âu, châu Mỹ bây giờ chỉ còn là một project mà thôi. Có tính toán rất kỹ lưỡng. Đúng rồi, hiểu không? Cho nên là trong sớm muộn cũng sẽ thành như vậy. Nhưng mà anh không biết là phải chia sẻ cho cái thế hệ tiếp theo như thế nào. Tại vì nó yêu cầu rất là nhiều sự xuất chúng ở thế hệ của mấy đứa. Đồng thời nó cũng còn cần một cái điều phải tương đối, không được quá bộc phá, quá cá nhân hóa nữa. Nên nó sẽ khó hơn rất nhiều so với thời đại của anh. Thì anh chỉ có thể nói một câu là anh thấy mình khá may mắn là nó rap khúc đó. That's all I can say for real. Sẽ là cái đoạn này anh chỉ có thể chia sẻ như vậy thôi. Đó là trong tương lai, khi mà những công ty lớn, tất cả mọi thứ đã trở thành công thức hết rồi, thì liệu bạn có nằm trong công thức của họ không? Thì lúc này là khúc bạn phải trend cho cái điều đó. Đó là câu chuyện như vậy. Những cái này mình mới bắt đầu phải giải, nhưng ở nước châu Âu, châu Mỹ nó đã giải cái này từ 2015-16 rồi đó em. Nó diễn ra từ 2015-16 rồi đó. Cái câu chuyện bãi của anh á, em rất thích cái chữ bãi. Nếu mọi người chơi game thì bãi sẽ biết là bãi là cái bãi farm. Đúng rồi. Nhưng mà là cái khu vực farm của mình thôi. Mùa đông thì mình ở đó, mùa xuân mình ra ngoài. Ý là nó thì cái là cá nhân công việc của em, thì khi mà anh nói đến chữ bãi là em nãy giờ em còn nghe. Cái bãi của mình là cái gì thế nhở? Nên là em tự suy nghĩ. Hợp lý quá ta. Kiểu là thì chắc mỗi chúng ta đều cần kiếm cái bãi của mình. Những cái điều cũng quan trọng nha. Ở cái việc mà tìm cái bãi của mình á, nhiều khi á là mọi người sẽ bị rơi vào một cái ma trận như thế này nè. Đó là ai cũng muốn có xu hướng đi tìm một cái nơi mà mình có cảm giác là mình thuộc về. Thiệt sự. Nhưng mà có một cái người rất là vĩ đại đã chỉ anh một cái điều, là một người đủ đỉnh cao á, em bước tới nơi đâu đó, em hiểu những cái mắc xích ở đó rồi, thì nơi đó thuộc về em. Em có thể biến tới bất cứ đâu, vậy nơi đó đều thuộc về em, không gian nó sẽ thuộc về em. Nếu em hiểu những cái luật lệ, những cái chakra xung quanh cái đó rồi, thì nó sẽ thuộc về em. Nên là khi mà mình đi tìm một cái nơi mình thuộc về nhiều quá, nhiều khi mình là trở thành nô lệ của câu chuyện đó. Tức là mình không đặt nặng. Không đặt nặng, tất cả mình đều liên quan nhưng không có gì vướng cả. I see. Tức là mình không, em cảm giác giống như phải dùng từ là mình không chấp niệm. Đúng rồi, không chấp niệm. Không chấp niệm. Tức là bất cứ những gì diễn ra trên cuộc sống này, tôi phải liên quan hết.
nhưng không có gì vướng vào đầu tôi. Tức là cái gì mà đến với mình thì mình đón nhận. Đúng rồi. Tức là mình, trong đầu mình sẽ kiểu là ok, mình sẽ luôn muốn kiếm cái bãi của mình, nhưng mà mình sẽ khi nào nó đến thì nó đến, chứ đúng mình vậy. Không cứ phải gò ép để mình có một cái gọi là cái bãi của riêng mình. Đúng rồi. Thì cái đặc điểm nhận dạng, cái tín hiệu nhận dạng mà có thể chia sẻ cho mấy đứa đó là khi bắt đầu mấy đứa nói chuyện với một số người fan của mình mà giống như là Black K1, Black K2 quá đó. Yeah. Thì đó là bắt đầu em tìm ra bãi của mình. Thì có một số fan, cả fan nữ luôn. Anh gặp fan nữ luôn, anh tưởng nó Black K không luôn á. À, là Black K phiên bản nữ. Đúng rồi. Tức là cái ngôn phong nó sử dụng cái từ ngữ, cái mọi thứ nó sử dụng ra mà kiểu oh my god. Trời ơi. Ngôn phong. Ok. Ba mẹ em phải dạy như vậy sao? Anh con đã thấy vui thôi. Anh gặp bao nhiêu Black K nam nữ 1, 2, 3 rồi. Nhiều nha. Yeah. Anh có gặp một nữ là xăm chữ là Black K in my heart ở đây luôn nè. Oh. Cái... và cảm giác của anh khi mà anh thấy cái dòng xăm đó là như thế nào ạ? Có hình má chất quá. Lăn đùng ra xỉu thôi. Em xăm mày xăm dày luôn em. Bro. Yeah, yeah. Cảm giác của anh khi nhìn thấy cái hình này. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Về quá má. Thật sự. Thì dopamine nó vậy, bùng nổ dopamine. Thật sự là anh không phải là, anh rất là thích cái chuyện này nha. Vâng. Nhưng mà anh không có khuyến khích. Đó là nếu mà em chưa đủ 18 tuổi nó không nên làm vậy nha. Ừ. Mà mẹ sẽ buồn đó, mẹ biết mẹ buồn đó. Vậy Black K là cái gì? Ai vậy? Sao kìa? Thì ở chung là một số bạn, anh có nhiều bạn fan sao lắm, còn một bạn xăm chữ ký của anh đây nữa, Black K, nữ luôn. Yeah. Thì là anh có một thằng nhìn giống dân chơi, xong nguyên câu lyric của bài Người Của Tao ngay đây luôn là đau vãi. Trời, chỗ này trong đâu mà đau mà xăm lyric ở đây luôn. Một câu, hai câu dài luôn. Yeah. Đó. Thì là anh nghĩ là cái tình yêu thương của nó quá lớn. Tức là trời, biết cái mắc cười nhất là giờ cái này là phải bí mật nha. Tức là cái lúc mà người bạn người đó gửi mình cái hình đó đó, cái nó ủa câu này của ai vậy? Anh quên luôn câu đó luôn. Tại vì mình làm quá nhiều. Yeah, em cũng vậy, em cũng rất là hay quên. Tức là lúc mà người gọi cho anh là Bibo. Anh mới hơi bên ủa, cái bạn này là xăm câu của anh hả? Nhưng mọi người, không phải anh lắc quên, mà là tại vì mình làm quá nhiều. Mình làm quá nhiều. Nếu mọi người không biết á, thì ở trong máy anh Black K có hơn chắc. Ok, thì anh The B có nói là trong máy anh Black K có 800 bài. Hồi lâu rồi, nhưng mà hồi trước em qua em xem thì em mới nói là chắc ý là số lượng bài nhiều lắm mọi người. Yeah. Mỗi lần mà anh Black gọi mình qua là một bài mới, xong rồi một bài mới, ý là anh sẽ mở nguyên một cái folder mới check demo pro, ý là yeah, nên là anh Black làm rất là nhiều. Yeah, thank you. Thì là thì nói chung là về cái chuyện làm nhạc với Black K là thì mình thích làm nhạc thôi. Tức là mình rất là thích làm nhạc. Tức là nhạc đặc biệt là những cái cảm xúc đặc biệt nó sẽ đến khi mà mình có những cái sự những cái áp lực trong cuộc sống, hay là những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống, vui buồn các kiểu. Nhưng mà khi mà cảm xúc tới thì Black K sẽ trình bày ra âm nhạc. Một phần của nó để xoa dịu mình, một phần của nó để tìm những cái điểm kết nối từ cái bài nhạc của mình. Thật sự là cái âm nhạc là sự kết nối. Tức là mình luôn biết là fan Black K khi thích Black K rồi rất thích Black K. Nhưng có những người ghét Black K chỉ từ một cái nhìn thôi. Thật sự rất là nhiều. Mình hoàn toàn đồng cảm, hoàn toàn thông cảm được. Bro, understand, hoàn toàn hiểu sao bạn ghét mình. Mình hiểu mà nếu mình mà là một người khác mình cũng ghét Black K dữ lắm. Thì thật sự là mình làm nhạc chỉ để như vậy thôi. Thì là trong cái quá trình mà chơi nhạc á, thì mình thấy là cái cảm xúc mà khiến cho mình viết nhạc phê nhất, sướng nhất, đó là cảm xúc chia ly. Chia ly. Chia ly giữa bạn bè với nhau, hoặc là chia ly giữa mối quan hệ tình cảm với nhau. Có thể không viết về tình cảm mà khúc đó luôn, viết gì cái gì cũng được. Yeah. Khúc đó là viết phê nhất. Đó là những cái chữ mà nó nằm sâu tận cùng bên trong luôn á. Yeah. Sẽ được ra nhiều nhất. Đó là lý do sao mà những nghệ sĩ ngày xưa hay nói là cảm giác cô đơn, hay là cảm giác mà bị bỏ rơi một mình đồ á, là cái thứ về cái chất liệu viết nhạc hay nhất. Em có thấy những người như vậy rồi, và đến một mức độ người ta sẽ bị nghiện nỗi buồn á. Đúng rồi, bị nghiện nỗi buồn luôn á. Anh Black có nghiện nỗi buồn không? Không nha, anh rất sợ nỗi buồn. Thật sự là niềm vấn đề chia sẻ vui thôi. Anh nghĩ một cái lý do mà ngày xưa anh dân chơi ăn chơi dữ vậy á là anh rất là sợ màn đêm. Anh rất là sợ màn đêm, anh rất là sợ ngủ một mình á. Lý do là sao mà ngày xưa anh rất là party hard, anh rất là chơi này nọ kiểu kia, là cho giai đoạn nó. Bây giờ anh ngẫm, anh nhìn lại thì anh nhận ra là mình rất là sợ cô đơn. Thiệt sự mình rất là sợ cô đơn.
mình ám ảnh cái chuyện đó luôn, rất là sợ cái âm thanh nó trong đầu khi mình một mình. Sau khi mình lớn hơn mà mình tiết chế được cái chuyện lại nhiều rồi. Nhưng mà ngày xưa là mình hay gặp người này người kia, chơi con này cô kia, hay đi tiệc tùng con này cô kia, một phần nhiều là vì mình rất là sợ cái điều đó. Nó là một cái sự mình nghĩ đánh giá khi mình lớn hơn một chút, thì phải đánh giá là cái cảm xúc đó của mình nó khá là ích kỷ. Nó không nên là như vậy, đúng không? Cho nên là một cái em sự hiểu. Chân thành rõ rệt hơn. Lúc đó còn nhỏ mình không có phân định được cảm xúc gì với cảm xúc gì. Mà may mắn là ngày xưa mình đã là high school rap star rồi. Từ hồi đó anh đã nổi tiếng trong trường cấp 3 dữ lắm rồi. Cho nên là kiểu là những cái thứ đến với mình nó dễ dàng hơn. Mình cũng phá vỡ nhiều trái tim nên là mình xin lỗi. Nên là mình nói xin lỗi chứ anh chưa có hiểu được là anh đang nghĩ gì. Anh là tại anh, ok chưa? Vậy thì một những cái bài học em nghĩ là lớn mà mỗi rapper cần phải học đó chính là hiểu cảm xúc của chính mình, đúng không ạ? Đúng vậy. Rapper Abache ở bên Đức á, có nói một cái câu rất là hay. Bữa anh nghe mọi người bạn bên Đức họ nói câu đó, anh sốc luôn. Đó là có những cảm xúc và những cái sự respect, những cái sự yêu thương mà nếu như bạn không bao giờ, bạn không là rapper, bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Hiểu không? Một rapper bên Đức nói câu đó. Tức là cái tình cảm, cái sự yêu thương của khán giả dành cho rapper sẽ không hề giống gì cho một rockstar hay là một người nghệ sĩ nổi tiếng, một indie hay là một V-pop artist hết. Nó sẽ khác lắm. Cái sự yêu quý của fan dành cho rapper đó là cái sự yêu quý rất là lớn. Nó là cái sự hy sinh, nó là cái sự tôn sùng, nó là cái sự yêu quý như một cái bản thể mình phải làm theo. Một cái khi mình ăn chơi hay mình muốn flexing, thậm chí là có rất là nhiều bạn cua gái dùng những cái câu rap của mình rồi. Nên là cái khái niệm về cái người rapper trong lòng của quần chúng, nếu mà thật sự làm đúng bằng cả trái tim của mình á, cái giá trị nó lớn lắm. Không có thực sự cái tình yêu thương mà người ta dành cho rapper mà chắc là vĩ đại nhất, chắc là dành cho Đen Vâu đó. Thiệt sự đó là điều rất là quan trọng. Tức là cái tình cảm mà người ta dành cho rapper không có giống gì với ca sĩ hay bất kỳ lĩnh vực nào khác đâu. Tại vì cái dòng nhạc nó đặc biệt mà. Nhưng mà vì vậy nó mới khó. Khó để lên được cái slot đó. Nó khó. Nhưng mà lên được đó rồi thì không thể thay thế được. Không thể thay thế được, phê lắm. Một cảm giác phê. Anh đánh giá là nó khó. Vậy thì mấy bạn mà đang muốn vào game á, thì tất nhiên là mình mài dũa kỹ năng là bình thường rồi, nhưng mà em có thấy nhiều bạn kiểu mình muốn trở thành một rap star, hoặc đơn giản giống như mình nói là mình sống được bằng nghề là được. Em cảm giác mọi người đi như bóng đèn pin đi anh, kiểu đi đến đâu thì soi đến đó. Không có cái cách nào cho mọi người đúng hướng hơn một xíu. Đúng hướng hơn hả? Tại vì soi đèn pin nhiều khi thấy cái hố mình té rồi mình mới biết nó là không nên đi chỗ đó. Giống anh nói. Câu hỏi này thì tất cả chỉ có thể dám nói trước là mình sẽ trả lời theo một cách rất là trực quan thôi nha. Tại vì cái này nó không thể đúng được. Thời gian nó sẽ sai. 5 năm nữa coi clip này là sai bét luôn á. Cho nên là mình sẽ nói trước. Đó là như mình chia sẻ hồi nãy là bạn phải có cái gì đó mà bạn bán không ai có được hết. Đó chính là mấu chốt. Rất là quan trọng. Đó là trong hàng ngàn người có thể rap thì sự khác biệt của mày là cái gì? Sự khác biệt khiến cho tại sao ta phải chọn giữa A, ta phải chọn B. Tại sao ta phải chọn mày? Thì cái sự khác biệt của em là cái gì? Cái giá trị em mang lại ngoài rap là cái gì? Ok, em rap hay, em sẽ nằm trong cái list những người được chọn. Đúng rồi. Nhưng mà để khi họ biết chọn em, để cho khán giả chọn em, thì đó là ngoài điều đó lại là cái gì nữa? Thì đó là đúng cái rồi. Thứ mà mỗi rapper sẽ phải tự khai thác cho mình. Em thấy là cái này nghe nó đơn giản á, nhưng mà thật ra không nhiều người làm. Đúng. Mọi người, ok, mình sẽ làm một bài nhạc thật cháy. Nhưng mà em thấy mọi người không có trả lời câu hỏi đó. Cháy là cháy như nào? Moray, cháy như MCK hả? Không, tao muốn cháy giống như mày á. Điều đó là cái điều khó. Tức là đến tận bây giờ mình gặp rất nhiều rapper trẻ nha, họ rap những cái flow rất là chí mạng, những cái skill rất là khủng. Nhưng mà đó chỉ là rap nước ngoài, rap lại bằng tiếng Việt thôi. Thì nếu như vậy thì tỉ mắc gì tao nghe Migos luôn cho rồi. Đúng. Nếu có sự lựa chọn thiệt sự thì mình sẽ nghe Migos luôn cho rồi, mình nghe Kendrick luôn cho rồi. Cần gì mình phải nghe một thằng Kendrick subby. Hồi xưa khi anh mới bắt đầu chơi rap là anh chơi với một đám da đen ở vùng 7. Thiệt sự cái là cái bắt đầu game anh cũng khác mọi người dữ lắm. Thì lần đó là anh trải nghiệm chơi với mấy anh em, cái này nhận beef nha. Thì là anh có mấy anh em rất là nhiều, một trẻ măng à. Thì là
thì lúc mà anh cực kỳ hay luôn á thì mấy anh em gia đình mới nói là mới nói là tao thấy mày có rap tiếng Anh, nó là gì đó, nó nói là tao có rap tiếng Anh đó, mà đừng nói tiếng Anh nữa, tại nếu mày rap tiếng Anh tao có nhiều sự lựa chọn hơn mày. Người đang nói anh câu đó, hóa ra là vậy. Nó mới bắt đầu là anh rap tiếng Anh. Hóa ra là vậy. Vì dân thằng gia đình lúc mà nó kêu anh nó nói là đừng rap tiếng Anh nữa, nếu mày rap tiếng Anh tao có nhiều sự lựa chọn hơn mày, rap tiếng Việt đi. Đó. Nếu mà là về những vấn đề khác á thì em nghĩ là 5 năm nữa nó cũng sẽ không đúng. Nhưng mà cái chuyện nghĩ về cái điểm độc bản của mình thì em nghĩ là lúc nào cũng cần. Đúng vậy. Dạ. Rất là quan trọng. Thậm chí nhá, bây giờ em đang là cái vị của em như vậy, như Ice Cube đi, đưa ví dụ thành là Ice Cube đi. Hình ảnh của Ice Cube là ô tô ngầu. Dạ. Thức dậy ăn sáng cũng ngầu, lên nhạc bài động ngầu hết. Ừ. Thì khi mà Khứa ngưng làm nhạc, Khứa làm phim, Khứa vẫn là như vậy. Tức là cái giá trị nền tảng gốc của mấy đứa khi mà bước qua những cái khu vực khác nó vẫn giữ được. Thì em thấy luôn là sự lựa chọn của tất cả những viễn cảnh khác. Em nghĩ làm bất cứ cái gì, ngay cả việc làm kinh doanh, mình cũng cần tìm cái USP, Unique Selling Point của cái business của mình. For real. Ví dụ như là anh thấy là kiểu như là nếu mình có một cái gì đó đặc biệt cho mình, thậm chí mình không chưa bán được nó đi. Dạ. Yeah. Thì mình tặng nó cũng phê nữa. Thiệt sự. Yeah. Và nó có một thứ đó hình như là để cho mình theo đuổi. Đúng vậy. Chỉ có một cái mình biết là khi mà mình mang cái này ra xài, không ai xài đỉnh bằng mình hết. Có thể sau này, 5-10 năm nữa có những đứa trẻ thích, nó chơi lại cái skill này. Nhưng mà cái skill này sẽ tên là của mình. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thấy không? Em đang phê vì câu trả lời của anh, tại vì đang phê cái thấy đã. Tại vì kiểu mà mình đi, tự đi học hay là mình làm bất cứ cái gì thì mình cũng được khuyên là nên nghĩ như vậy á, nhưng mà em không nghĩ là nhiều người nghĩ đến vấn đề này. Với lại em cảm thấy có một cái nữa, tại vì cái này là em nghĩ là cái vấn đề của cá nhân em luôn. Tức là trong cái thế giới mà mình hỗn mang quá, mình có mỗi ngày mình tiếp nhận rất nhiều thông tin, thì bản thân mình là một người làm sáng tạo đi, mình phải nghĩ rất nhiều thứ. Và đôi khi nó quá khó để mình nghĩ lại cái câu hỏi đơn giản nhất là USB là cái gì? USB của mình là cái gì? Đôi khi mà mình bị tập trung vào tiểu tiết, mình bị tập trung là má hôm nay mình đăng cái này cái xong rồi số ít quá, mình buồn cái mình không còn nghĩ nữa, hay là mình phải chạy theo cái trend kia giống thằng kia cho số mình cao hơn, hoặc là hôm nay kiểu trông mình không đẹp rồi đầu tóc quần áo hay là cái gì đó, mặc dù cái đó không phải là cái USB của mình. Nó có quá nhiều thứ để làm mình bị lệch hướng. Đúng rồi, thì thật sự đó là cái cách mà cái thế giới này nó vận hành mà. Tại vì nó không có nhiều phần thưởng ở cuối chặng đường đâu. Cho nên là chỉ những người xứng đáng thôi. Cho nên là những dòng suy nghĩ này nó sẽ phải diễn ra với tất cả mọi người. Dạ, đúng rồi. Để cho những người xứng đáng sẽ vượt qua được cái dòng suy nghĩ này để tới đó. Tại vì ở trên bàn chỉ có vài món quà thôi à. Hợp lý. Nếu tất cả đều tới thì chia làm sao đây? Nên là rất là quan trọng. Nên phải nhận một cái điều là rất là khó để có thể tất cả đều có phần quà giống nhau. Dạ. Nhưng mà ví dụ như ở cái giai đoạn này của anh đi, dạ, tại sao anh lại dành nhiều thời gian để xây dựng cái lứa tiếp theo? Tại vì anh ở trên cái con game của anh là một người rất là độc tôn. Tức là anh cái gì anh tự làm được, anh tự làm hết. Dạ. Nhưng mà anh đi tới cái chặng này thì anh vừa tới cái cổng nó kêu là map đầy, bạn phải bật ti với 5 người nữa. Bắt buộc phải lập đội. Dạ. Là khi anh tới đó thì cái cổng nó yêu cầu anh là phải bật ti với 5 rapper nữa thì mới có thể tạo được cái legacy này. Đó là lý do anh làm cái này, tất cả chỉ là game. Vâng. Tất cả chỉ là game. Ở khúc này anh nhận là thì ra mình không thể qua đánh con boss này được. Nếu mình đi một mình phải tổ đội với 4 người nữa. Dạ. Là như vậy thôi, chứ đơn giản là vậy thôi. Đó thì mỗi một cái giai đoạn mình sẽ phải làm một cái vai trò nó phù hợp hết. Thì em nghĩ chắc cũng phải mất thời gian để cho ví dụ như những bạn mà bây giờ mới bắt đầu đi, hoặc bắt đầu 2-3 năm thì cũng phải mất thời gian mọi người mới trui rèn được cái sự độc bản đó, đúng không mình? True. Tức là chắc chắn là sẽ tốn rất là nhiều thời gian để có thể chui rèn được cái sự độc bản đó. Tuy nhiên đó là mình phải có cái ý niệm ở trong đầu. Tức là mình không bao giờ được quên đi cái điều đó. Tại sao anh nhấn mạnh cái chuyện mình không bao giờ được quên, thì trên con đường thành công nhiều khi lời nguyền là chính là việc bạn thành công ở lĩnh vực khác. Thế nếu như bạn quên đi cái ý niệm đó, bạn thành công ở lĩnh vực khác, nhưng cuối chặng đường thì sao, tất cả mọi thứ thì con người đều hướng đến sự hạnh phúc, thì liệu cái điều đó khiến bạn hạnh phúc không? Có rất nhiều tiền ở một cái lĩnh vực mình thực sự chưa thích lắm hạnh phúc không? Thì đó là một cái thứ mà mình nhắc nhở những người tham gia con đường này thôi. Mình cũng thấy có nhiều rapper tham gia con game này một thời gian xong rồi biến thành cameraman luôn. Không. Nhưng mà nếu như họ biến thành cameraman bởi vì họ bắt đầu muốn nhìn hip hop ở cái chiều đó và họ thích, hoàn toàn tuyệt vời. Yeah. Yes, sir. Okay. Còn nếu như là vì mưu sinh
vì phải kiếm tiền mà không ngờ cái nghề tay trái mình cũng giỏi luôn, và mình chưa bao giờ hạnh phúc khi làm cái điều đó hết. Thì đó là một câu hỏi cần phải đặt ra. Là vậy thôi, chứ không nói là sai đúng luôn nha. Yes sir. Em nghĩ là cái phần trả lời vừa rồi nó là một cái phần trả lời rất hay. Tại vì nó đánh vào cái lý do tụi em làm cái podcast này là muốn tiếp thêm năng lượng cho mọi người đi tiếp cái hành trình của mình. Tại vì em thấy có nhiều bạn chia sẻ là để sống được với rap thì các bạn phải làm những nghề như chạy xe ôm công nghệ, phải đi làm shipper. Và nhiều lúc các bạn rất là mệt mỏi với cái câu chuyện đó. Thì em nghĩ là qua những cái chia sẻ của anh thì kiểu mọi người sẽ có vững tin hơn. Thì là anh còn chia sẻ ngắn thôi, tức là mệt mỏi hay là không mệt mỏi trong con đường chinh phục cái đam mê này đó, nó cũng là do bạn. Tức là thật sự là chuyến hành trình của Black Car nó cũng nặng nề, nhưng mà bù lại thật sự khi mà nhìn lại thì nó cũng nhẹ nhàng. Là tại vì mình luôn luôn tìm cơ hội, và mình luôn luôn trong trạng thái là cái gì mình có thể thương lượng được thì mình sẽ thương lượng. Thì đó là cái thứ mà có thể khiến cho chuyến hành trình của bạn nó thoải mái hơn. Tại vì Black Cat thấy là có nhiều anh em khi mà họ đi chinh phục cái con game này á thì họ giấu vào trong nhiều quá. Giấu vào trong, tức là những cái tổn thương, những cái nhu cầu bạn muốn, thậm chí là cái việc để kết nối làm chung một bài nhạc thôi, bạn cũng chờ cái điều đó xảy ra. Nhưng mà vấn đề là câu hỏi đặt ra là khi nào nó xảy ra thì bạn không nói. Tức là Black Car luôn tin là mình cứ phải đặt câu hỏi hết. Thì cả dưới mối quan hệ nam nữ hay là bạn bè cũng vậy, như mình thích ai mà cứ nói thẳng, ít nhất mình cũng phải biết được là nó có thích mình hay không. Nếu mình đã biết được là mình hỏi 3 lần mà vẫn một câu trả lời là không thì mình cứ đổi cảnh. Chứ mình đừng có phí thời gian nuôi một cái giấc mơ không biết khi nào thành thiệt. Thì mình tin là bất cứ cái gì mà mình thích, từ con người cho tới đam mê tới cuộc sống, thì bạn phải nói cái điều đó cho vũ trụ biết. Thì ok, có thể có những lúc bạn sẽ hơi vồ vập quá, bạn sẽ hơi có nhu cầu nói nhưng mà đầy cái sự tham lam quá. Thì sau bài học, sau này bạn nói cái cho nó vừa phải hơn. Thiệt sự. Còn không nói thì 10 năm nó cũng chả ai biết. Thì không dừng tìm kiếm cơ hội cho mình. Đúng rồi. Và phải nói nó ra. Phải nói ra cho tất cả mọi người biết. Đúng rồi, phải nói ra cho mọi người biết. Tức là không phải tất cả mọi người, những người thật sự muốn biết thì nên cho họ biết. Cái quan trọng nhất là đó là một câu chuyện khác nữa nha. Tức là mình gặp phải những người bị cái trường hợp đó là nó bị nói quá nhiều. Nó quá nhiều về cái thứ mình thích làm với tất cả mọi người. Đi gặp rapper cũng nói về cái đam mê mở quán hủ tiếu mì của mình. Đi gặp cá tóc cũng nói chuyện muốn mở quán hủ tiếu mì của mình. Đi gặp cái tân sinh viên cũng nói chuyện mở hủ tiếu mì. Mình không ai care. Không ai care. Tức là người ta chỉ care câu chuyện của bạn khi câu chuyện của bạn nó có gì đó giống với câu chuyện của người ta thôi. Đó là cái vấn đề tối cơ bản. Có rất nhiều rapper trẻ khi mà kiếm tới tổ quạ muốn xin pitching đầu tư project mà toàn nói cái mày muốn thôi mà. Tao chưa nghe thấy cái tao muốn. Nó phải là win-win. Tức là đến tận bây giờ khi mà anh đi xin tài trợ, xin invest từ những mối quan hệ, từ những bên tài trợ thiên thần của anh, cũng như những bên tài trợ chính thống như là brand đấy kiểu, thì mình cũng phải tìm hiểu là trong cái chiến dịch này cái brand đang thích cái gì. Mình phải nói từ cái đó ra. Mình cho họ được cái gì. Đúng rồi. Phải thật sự nghiên cứu về cái thứ họ mong muốn, chứ không phải là tìm hiểu sơ sài, biết xong mà cái nó nói đại đại gắn vô, đừng có tạm bợ người ta biết hết. Ở cái thời đại này người ta biết hết. Cho nên là khi mà bạn kiếm tới một cái người, bạn muốn chia sẻ cái đam mê của mình, thì mình cũng phải xem là người ta có đang trong trạng thái muốn nghe cái điều đó không. Nhưng mà đây vì bởi vì nếu mà mình nói bậy quá nhiều, mình sẽ gặp nhiều gáo nước lạnh, nhưng mà sẽ mình im luôn á. Bị nhục chí. Rồi. Thì em cảm thấy là cái số podcast ngày hôm nay nó không chỉ mang góc nhìn của một rapper mà nó còn mang góc nhìn của một nhà đầu tư chiến lược, của một nhà kinh doanh, và hơn hết là một người luôn có một cái đầu mở và lạnh để có thể quan sát và để phân tích mọi thứ. Thì em nghĩ đây cũng là một cái phần kết rất là đẹp cho cái số podcast này của mình. Thì rất là cảm ơn anh Black Car và anh Chris Ngô đã dành thời gian để tham gia podcast ngày hôm nay. And this is your turn. Cảm ơn Black đã đến chơi với tụi em. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và rất hân hạnh nếu mà có thể được trở lại những podcast sau của Chris Ngô. Thì Black Car mong là mình có thể là một cái giọng nói cho những anh em underground có thể tìm được cho mình một cái con đường nó sáng hơn, nó dễ dàng hơn và nó có thể dễ dàng chạm tới những cái con người và những cái thành công mà bạn mong muốn. All love. Mashallah baby.